Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau một chặng đường bôn ba giang khổ, không ngừng tiêu diệt đồng địch cùng ma thú, thì cuối cùng đám người Tiêu Viêm cũng đã tới được nơi nhận truyền thừa. Nơi này tên là Thiên Cực Thành, mà lúc này tại trên bầu trời Thiên Cực Thành, xuất hiện một vết nứt, mà bên trong vết nứt ấy có xuất hiện mười mấy chiếc phương chu, phía trên phương chu có vô số thân ảnh, trong đôi mắt đều là không có mắt đen, chiến tranh hết sức căng thẳng. Sau đó chỉ thấy mấy vạn tướng sĩ của Thiên Cực Thành hóa thành cho bụi, một tên lão giả áo bào trắng sau cùng tay áo vung lên, vô số hàn khí chút xuống, đem toàn bộ Thiên Cực Thành bao phủ hàn khí chạm đến một cái chớp mắt tất cả mọi thứ đều kết lên thật dày băng xương thời gian phẳng phất đang đóng băng theo băng xương thiên cực thành biến thành một tòa băng thành người áo bào trắng đi vào trung tâm nhất hắn lấy đi quang cầu ở giữa quảng trường sau đó biến mất không thấy mảnh thành thị màu mỡ này lập tức biến thành một tòa thành chết chiến tranh rất tàn khốc kẻ bại liền chỉ có tử vong Hình tượng dừng ở đây, tất cả cảnh tượng toàn bộ biến mất, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái đại điện đường hoàng lộng lẫy. Cuối cùng của đại điện có một thân ảnh thẳng tắp mà đứng, áo bào lộng lẫy. Những khách nhân đường xa mà đến, thiên cực thành hoan nghênh các ngươi. Một đạo thanh âm hùng hậu nặng nề chậm rãi từ bên trên đạo thân ảnh kia truyền ra, đứng lặng tại trên đại điện, đám người tiêu viêm cùng đội ngũ của cảnh bình đều là cùng nhau nhìn sang, chắc hắn mục đích các ngươi tới đây là vì tìm kiếm tạo hóa của thiên cực thành. Thân ảnh ngồi trên đại điện tiếp tục nói, tiêu viêm có chút ông quyền chắp tay, tiền bối chúng ta. Tiêu Viêm lời nói còn chưa nói xong, thanh âm kia lại lần nữa truyền ra, "Thiên Cực Thành kinh lịch hết thảy các ngươi đều nhìn thấy, sau lưng ta chính là toàn bộ Thiên Cực Thành, có truyền thừa cao cấp nhất vạn giới, có vũ khí cấp cao nhất vạn giới, các ngươi đều có thể thu hoạch được, mà các ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện." Thanh âm nói, "Tiêu Viêm minh bạch, thân ảnh ở cuối cùng đại điện không phải là người sống, đạo thanh âm này đến từ viễn cổ, ta là Thiên Cực Thành khách khanh trưởng lão, vì Thiên Cực Thành báo thù." thời điểm câu nói sau cùng truyền ra, bên trong thanh âm tràn ngập nồng đậm oán hận, Thiên Cực Thành không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn mở ra cái kế hoạch báo thù này, nhất định phải vì Thiên Cực Thành báo thù. Đạo thanh âm này trong đại điện truyền vang ra, thật lâu không tiêu tan, Tiêu Viêm huynh, chỉ sợ cái truyền thừa của Thiên Cực Thành này cũng không có đơn giản như vậy, nếu cầm đi, liền nhất định phải vì Thiên Cực Thành mà chiến. Cảnh Bình chân mày hơi nhíu lại, hắn là dạng này, muốn lấy đi đồ vật của Thiên Cực Thành, tất nhiên sẽ nhận nguyền rủa, nếu làm trái, nhất định sẽ gặp phải phản phệ. Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, không ngờ tới tạo hóa của thiên cực thành có bộ dáng như vậy, tại thời điểm Tiêu Viêm cùng Cảnh Bình còn thảo luận, Thủy Châu Nhi đã là bước ra thanh liên bộ pháp, chậm rãi hướng phía trước đi đến, ánh mắt của mọi người lập tức ngưng tụ tại trên thân Thủy Châu Nhi, đi một khoảng cách về sau, Thủy Châu Nhi bỗng nhiên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Khiếu Chiến, mở miệng nói ra, mặc dù ngươi có chút ngu xuẩn, bất quá từ thời điểm ngươi đạt được Hắc Thần Sơn của phụ thân, thì ngươi liền đã phải gánh vác cái trách nhiệm này, nếu làm trái, ắt gặp phản phệ vạn kiếp bất phục, Khiếu Chiến nghe vậy lập tức khế giật mình cũng không biết thủy châu nhi có phải cố ý nói đến để đe dọa khiếu chiến hay không ngược lại là tiêu viêm đối với lời nói này rất là phản cảm khẽ cho mày khiếu chiến mặc dù toàn cơ bắp nhưng cũng không trở thành là dạng người ngu xuẩn như trong miệng nàng nói tới nếu như khiếu chiến phải gánh trách nhiệm này tiêu viêm tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát tiêu thiếu nàng khẳng định là đe dọa ta nàng cảm thấy ta là đồ đần ta mới không tin khiếu chiến nhíu mày nói tiêu viêm đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên thủy châu nhi tiếp tục đi về phía trước suy tư một lát sau chính là hồi đáp giả thì cũng thôi đi vạn nhất nàng nói là thật đã đi tới đây gánh vác liền gánh vác đi nói không chừng có thể có được đại bảo bối tiêu viêm chợt cười nói tất cả mọi người gật gật đầu tiêu viêm không nói hai lời đi thẳng về phía trước tiêu thiếu không thể ngươi nhìn thiên cực thành dạng thế lực cường đại này còn không có cách nào giải quyết địch nhân chúng ta làm sao có thể khiếu chiến lập tức có chút nóng nảy hắn không ngốc hắn minh bạch tiêu viêm nói như vậy chính là muốn để hắn không cần áy náy lúc khiếu chiến còn sững sờ tại nguyên chỗ thiên ngưng hầu ở bên cạnh hắn vô ý chiến đội đã đi xa lúc này phong bạo cùng nam nhĩ minh xoay đầu lại nhìn về phía khiếu chiến giống to Ngu xuẩn, ngươi nghĩ một người đi gánh vác sao, coi các huynh đệ thành cái gì, đuổi theo sát, nếu không ta cùng Nam Nhĩ Minh công khai đến đánh ngươi một trận, trong lời nói mang theo trách cứ cùng chửi rủa, nhưng lúc này truyền đến trong tai Khiếu Chiến, lại là trực kích linh hồn chỗ sâu của hắn, vóc người khôi ngô, tiêu chuẩn đại hán, giờ phút này hai con ngươi phiếm hồng, Khiếu Chiến, ngươi tại sao khóc? Thiên Ngưng ra vẻ muốn lau nước mắt cho Khiếu Chiến, Khiếu Chiến lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, lau mặt một cái, nói với thiên ngưng không có gì trong mắt có hạt cát bay vào không sao chúng ta đi thôi nói xong thiếu chiến mang theo đội ngũ thiên ngưng đi theo mà trong đội ngũ cũng không có người nào đứng ra nói chuyện đều là duy trì trầm mặc cảnh bình nhìn xem một đám đi xa mắt đen của hắn bỗng nhiên lấp lóe như ẩn như hiện ở giữa lại lần nữa khôi phục như thường tiêu viêm đi vào nơi cuối cùng của đại điện thời điểm tới đây nơi này chỉ có một cái vương tọa mà trên chỗ ngồi cũng không có thân ảnh phẳng phất vừa mới nhìn thấy đều là giả nhưng ở phía sau vương tọa thật sự có một đạo đại môn trên cửa lớn hiện đầy đồ văn đại khái nội dung chính là ghi chép đại chiến thiên cực thành phát sinh qua thủy châu nhi đứng lặng tại trước đại môn đang chuẩn bị đi qua bỗng nhiên đại môn chậm rãi mở một đám thân ảnh bất quá mười người từ sau đại môn chậm rãi đi ra thân thể cao lớn khôi ngô trong tay còn nâng một thanh cự kiếm đạo thân ảnh này xuất hiện cơ hồ khiến cho đồng tử của mọi người đều đột nhiên rụt lại cả tiêu viêm cũng không ngoại lệ cung tĩnh huynh cảnh bình tiến lên xem khiếp sợ nhìn mấy thân ảnh từ bên trong đại môn chậm rãi đi ra nguyên bản mười mấy người chiến đội hiện tại chỉ còn lại có giải rác mấy người đã lâu không gặp các vị Cung Tĩnh dáng người khôi ngô chậm rãi đi ra, mang theo nụ cười lạnh lùng khinh miệt, quét mắt đám người Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng đánh giá Cung Tĩnh, Tiêu Viêm đích thật là không nghĩ tới Cung Tĩnh có thể sống sót, mà xuất hiện ở nơi này, ánh mắt Cung Tĩnh nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo trêu tức, các ngươi rất muốn đi vào sao? Thanh âm đàm thoại của Cung Tĩnh vừa rơi xuống, trên người khí thế lục tinh đấu tiên bộc phát ra, có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của Cung Tĩnh mạnh hơn trước đó, tốt một cái hợp tác, ha ha, ta vốn dĩ sẽ chết tại phía dưới kia, nhưng không ngờ tới, ta lại còn sống. Bất quá ta đã còn sống, như vậy có chút thù liền không thể không báo. Cung Tĩnh cười lạnh nói, chợt đôi mắt hắn đang mở hí, tản ra nồng đậm túc sát chỉ ý. Nhiễm Sương sớm đã thức tỉnh, giờ phút này đi lên phía trước, ánh mắt nhìn bộ dáng tự ngạo của Cung Tĩnh, vóc người khôi ngô hoàn toàn không thua Cung Tĩnh, nhìn Cung Tĩnh mở miệng nói ra, có đảm lượng, cổ thần điện ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cừu báo cừu, muốn đánh nhau thì Nhiễm Sương ta cho tới bây giờ chưa sợ qua. Thời điểm nghe được ba chữ cổ thần điện, rõ ràng cảm giác được sắc mặt của Cung Tĩnh hơi có chút biến hóa, hắn rất minh bạch thế lực của cổ thần điện cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc cái truyền thừa chi địa này coi như ta đem các ngươi đều giết thì ai lại sẽ biết đâu cung tĩnh cười lạnh một tiếng chính là hồi đáp nhiễm xương từ chối cho ý kiến nhún vai sau đó mày kiếm ép xuống ánh mắt lập tức trở nên tràn đầy sát ý vậy ngươi tốt nhất đem chúng ta đều giết nếu không không phải ta uy hiếp ngươi giới không của ngươi đều sẽ bởi vì ngươi vô tri mà chịu giá cao thảm trọng ha ha các ngươi tự hồ rất kiêng kỵ ta cũng thế các ngươi mạnh nhất cũng bất quá ngũ tinh đấu tiên đỉnh phong ta đến được thiên cực thành truyền thừa Diệt đi các ngươi càng là chuyện dễ như trở bàn tay, thu hồi những uy hiếp vô dụng này của các ngươi, chuẩn bị chịu chết đi." Cung Tĩnh lớn nhỏ một tiếng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, biểu lộ cũng là trở nên giữ tận vô cùng. Tiêu Viêm cũng là hướng về phía trước bước ra bước chân, bàn tay chậm rãi đưa về bát hoang huyền trọng xích phía sau lưng, trong cơ thể thái cổ thần lôi thể vận chuyển tới cực hạn, một vệt hồng lôi lấp lóe mà ra, tại trên cánh tay lưu chuyển, chợt nhìn thấy, Tiêu Viêm đem bát hoang huyền trọng xích rút ra, sau đó trùng điệp kháng tại trên bờ vai chiến hòa ở trong mắt tiêu viêm thiêu đốt hắn không có nói bất luận một câu nào cung tĩnh đã muốn động thủ hắn liền phụng bồi tới cùng diễm hòa thần cổ xích đã bị thần sa đọa bóp nát tiêu viêm cũng tại bên trong thần sa đọa chiến đấu mà thái cổ thần lôi thể cuối cùng thành công tấn cấp đến chân lôi thể bây giờ miễn cưỡng có thể nâng động bát hoang huyền trọng xích vô cùng nặng tứ tinh đầu tiên kiểu gì giết người ta đều cảm thấy lãng phí thời gian cung tĩnh nhìn tiêu viêm đằng đằng sát khí đằng đằng sát khí mở miệng nói ra Tiêu Viêm mặt không biểu tình, càng không muốn cùng Cung Tĩnh miệng lưỡi chi tranh. Cung Tĩnh không chết Tiêu Viêm thật sự bất ngờ, bất quá lần này, Tiêu Viêm thật dự định muốn đem Cung Tĩnh giải quyết triệt để nơi này. Lúc này, Diệp Phi Ngư cùng Thiên Ngưng gần như đồng thời thủ ấn biến ảo, có từng đạo sức mạnh huyền diệu uốn lượn bên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy lực lượng thân thế của mình đạt được một chút tăng cường. Tiêu Viêm bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, biển lửa lập tức từ dưới chân lan tràn ra, khí thế to lớn, chợt Tiêu Viêm oanh một tiếng lướt ầm ầm ra, hai tay đồng thời vung lên bát hoang huyền trọng xích, hướng phía Cung Tĩnh hung hăng bổ tới thân hình tiêu viêm từ giữa không trung đột nhiên gào thét mà xuống cung tĩnh trên mặt lại là không gọt, phẳng phất trong mắt chưa hề thấy một tên tứ tinh đầu tiên vào mắt vô luận là tứ tinh đầu tiên hậu kỳ hay là đỉnh phong trong mắt hắn ngũ tinh đầu tiên đều là không đủ gây sợ huống chi là một tên tứ tinh đầu tiên cung tĩnh một tay lười biếng giơ lên đại kiếm Tùy ý đưa một tay lên ngăn, bát hoang huyền trọng xích lôi cuốn lửa cháy, trừ cái đó ra, liền có một tia nguyên khí cũng chưa từng vận dụng. Keng, một đạo thanh âm kim loại va chạm, cơ hồ là tại bên trong tiêu viêm giơ bát hoang huyền trọng xích, chút xuống một cái chớp mắt, Cung Tĩnh không thèm để ý chút nào dùng một tay nâng đỡ đại kiếm, cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hắn chưa hề nghĩ tới, Cung Tĩnh biến sắc, nếu không phải là kịp thời dùng một cái tay khác đi nâng đại kiếm, chỉ sợ lúc này, coi như cánh tay của hắn không ngừng, đại kiếm cũng sẽ bị đánh bay, thậm chí còn có thể nghe được Cung Tĩnh phát lực kêu lên một tiếng đau đớn sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn tiêu viêm sắc mặt bình tĩnh trên mặt khó mà tin tưởng đủ để chứng minh cung tĩnh bị lực lượng của tiêu viêm làm cho rung động lực lượng thật quỷ dị người làm sao lại có lực lượng mạnh như vậy không thể tưởng tượng nổi cung tĩnh kinh hô hắn tu chính là nhục thân chi đạo tại bên trong lực lượng cơ thể có đầy đủ lòng tin nhưng hắn chưa hề tưởng tượng qua bên trong thân thể gầy yếu thon dài của tiêu viêm lại có được uy lực bạo tạc giống như này cùng lúc đó cung tĩnh cảm giác được bên người có tiếng thét trông thấy nắm đấm của nhiễm xương như núi cao gào thét mà đến cung tĩnh lục tinh đấu tiên tiên nguyên khí cũng là bạo dũng mà ra trên đại kiếm chấn động, liền đem bát hoang huyền trọng xích hung hăng bản ra, sau đó một kiếm hướng phía nhiễm xương gào thét mà đi, nhiễm xương tiên nguyên khí quấn quanh ở trên nắm tay, nắm đấm bắn ra hắc quang hung hăng cùng đại kiếm đồn sức đụng mà ra, phanh phanh phanh, phanh. nhiễm xương quyền phong như mưa rào, lực lượng cơ thể hung hãn cũng là hiện ra, lúc này trên thân tiêu viêm hỏa diễm tràn ngập, đám người vô ý chiến đội đã là toàn bộ xông tới, thiên cương ly huyền trận đem toàn bộ lực lượng của mọi người tràn vào trong cơ thể của tiêu viêm, lúc này bên trên thân thể tiêu viêm phát ra khí tức lập tức bạo đã tăng tới ngũ tinh đấu tiên sơ kỳ, Tiêu Viêm hai tay nâng bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhìn ra được, lực lượng cơ thể bây giờ của Tiêu Viêm vận dụng bát Hoang Huyền Trọng Xích, vẫn còn có chút phí sức, bất quá đã có thể miễn cưỡng dùng được một lát, đám người còn lại liền đem đội ngũ của cung tĩnh bao bọc vây quanh, Long Ý cùng Long Thế Thiên thân hình lướt đi, trên hai tay nguyên khí phun trào, hóa thành cánh tay rồng trắng kiện, thân hình bóng tím như quỷ mị bốn phía lập tức hàn khí phun trào, khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo Ba huynh đệ cũng là cùng nhau xông ra, một bức nhe răng trợn mắt tư thế chiến đấu, mười mấy người đối mặt lam sơn chiến đội giải rác mấy người tự nhiên chiếm hết ưu thế cảnh bình ở hậu phương cũng chưa dự định tiến lên hỗ trợ thủy châu nhi nhìn thấy hai đội đánh nhau lông mày hơi nhíu lại sắc mặt cực kỳ không vui nàng vẫn chưa tham dự chiến đấu trực tiếp hướng phía đại môn đi đến trực tiếp đẩy ra đại môn một mình đi vào vậy mà lúc này ở trong đại điện chiến đấu lại là càng thêm khẩn trương cung tĩnh tư thái bá khí lấy một địch hai đồng thời đối mặt tiêu viêm cùng nhiễm xương tiêu viêm thực lực cũng tại thiên cương ly huyền trận duy trì đạt đến ngũ tinh đấu tiên sơ kỳ nhiễm xương ngũ tinh đấu tiên đỉnh phong thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời trong quá trình chiến đấu tiêu viêm còn cầm một viên linh uẩn huyền thiên đan cho nhiễm xương nhiễm xương nếu phục dụng linh uẩn huyền thiên đan thực lực chí ít có thể đi đến lục tinh đấu tiên sơ kỳ tiêu viêm còn phát hiện thực lực càng ngày càng mạnh thời gian duy trì linh uẩn huyền thiên đan càng lúc càng ngắn bất quá thi triển một cái sát chiêu cường hãn đã là đầy đủ cung tĩnh tràn đầy tự tin đối mặt nhiễm xương cùng tiêu viêm trùng điệp bao bọc hắn cũng không có lựa chọn lùi bước, ngược lại là ngay trước mặt hai người, trên mặt lộ ra vẻ châm trọng, tựa hồ có đầy đủ lòng tin có thể đem tiêu viêm cùng nhiễm xương chém giết tại đây, cung tĩnh thực lực đích thật là tại phía trên tiêu viêm cùng nhiễm xương, bất quá điểm này cung tĩnh cần phải biết, không thể đủ vốn liếng để có trăm phần trăm chiến thắng, trừ phi cung tĩnh tại đại môn này đạt được một loại tạo hóa cường đại nào đó của thiên cực thành, mới khiến cho hắn có được lòng tin cường đại như thế, mà trọng yếu nhất hiện tại tiêu viêm cùng nhiễm xương là hai người, những người còn lại của vô uy chiến đội đã là đem các đội viên khác của cung Tĩnh khốn trụ, mà vô ý chiến đội thế công hung hãn, nhìn bộ dáng, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, các ngươi thật đúng là có mặt mũi, hai đánh một, bất quá không có việc gì, ta không cho là các ngươi hai người liên thủ thì có thể mạnh hơn được bao nhiêu, cung Tĩnh cười nói, trên khóe miệng câu lên độ cong lạnh lẽo, oanh, thanh âm đàm thoại của cung Tĩnh vừa rơi xuống, sau một khắc, tiên nguyên khí hùng hồn như phong bạo bắt đầu từ trong cơ thể bộc phát ra, đại kiếm trong tay, cũng bạo phát ra hào quang sáng chói, lúc tinh đấu tiên thực lực hung hãn uy áp càn quấy ra tiên nguyên khí không ngừng tràn vào bên trong đại kiếm trong lúc mơ hồ có năng lượng hung hãn vô song ở trong đó ngưng tụ đối mặt với cung tĩnh tư thái hung hãn tiêu viêm cùng nhiễm xương tư thái cũng là cường ngạnh không có chút nào chỉ ý lùi bước đối mặt cung tĩnh nhục thể cường hãn tiêu viêm cùng nhiễm xương trên mặt đều là dơ lên tự tin mặc dù tiêu viêm nhìn như đơn bạc nhưng thái cổ thần lôi thể để lực lượng cơ thể tiêu viêm cũng là cực kỳ cường hãn nhiễm xương càng là không cần nhiều lời lực lượng thân thể của hắn tự nhiên còn tại phía trên tiêu viêm lùi bước trong đầu chưa từng có hai chữ này tồn tại tiêu viêm hai tay nâng bát hoang huyền trọng xích mặt không thay đổi nhìn xem cung tĩnh khí thế bằng bạc trong mắt cũng là sát ý tràn ngập tiên nguyên khí cũng là phun trào mà ra hóa thành một cái biển lửa từ dưới chân lan tràn trên cánh tay càng là có một đạo hồng lôi lấp lóe tiêu viêm cũng không muốn cùng cung tĩnh nói lời thừa mau chóng giải quyết tốt nhất thái cổ thần lôi thể chân lôi thể tử kim cuồng bạo trong đôi mắt tiêu viêm lấp lóe qua một vệt lửa tím hắn đem lực lượng thân thể của mình tăng lên tới cực trí nhìn lên bộ dáng chính là muốn thi triển ngũ trọng chấn thiên thước phải biết đinh duyệt vì tiêu viêm chế tạo diễm hòa thần cổ xích trọng lượng hoàn toàn cùng bát hoang huyền trọng xích không trên một cái cấp bậc cho nên sử dụng bát hoang huyền trọng xích thi triển ra ngũ trọng chấn thiên thước trình độ khó khăn tối thiểu so với diễm hòa thần cổ xích gấp vô số lần coi như có thể thi triển ra tiền đề nhục thể tiêu viêm cũng sẽ tiếp nhận cực lớn phụ tải tiêu viêm lại lần nữa xuất ra một viên linh uẩn huyền thiên đan số linh uẩn huyền thiên đan lãng thiên luyện chế ra trong tay tiêu viêm cũng chỉ có mấy cái dù sao Linh Uẩn Huyền Thiên Đan sử dụng dược liệu có hơn ngàn đạo, đều là chân quý hi hữu, cho nên số lượng luyện chế cũng cực kỳ có hạn, bất quá chiến đấu như vậy tiêu viêm tự nhiên sẽ không đau lòng, dù sao cung tĩnh thực lực đạt đến lục tinh đấu tiên, tiêu viêm cũng sẽ không ngốc ngốc xem thường một tên lục tinh đấu tiên, phục dụng Linh Uẩn Huyền Thiên Đan về sau, thực lực của tiêu viêm lập tức bạo tăng tới ngũ tinh đấu tiên trung kỳ, chợt biển lửa tràn ngập bốn phía thân thể tiêu viêm, hóa thành một đầu hỏa long tại quanh thân xoay quanh một vòng, lập tức đều tràn vào bên trong bát hoang huyền trọng xích, toàn bộ bát hoang huyền trọng xích phát ra ảm đạm quang mang nếu là thiên hỏa tuyên cổ xích hoặc là diễm hỏa thần cổ xích hai thanh cây thước sớm đã là sáng trói mắt nhưng mà tại thời điểm tiêu viêm cơ hồ đã dùng hết tiên nguyên khí hóa thành hỏa diễm tràn vào bát hoang huyền trọng xích vẻn vẹn chỉ là phát ra một chút xíu ảm đạm quang mang tiêu viêm cười khổ một tiếng biết rõ muốn chân chính phát huy ra uy lực của chuối bát hoang huyền trọng xích này chỉ sợ còn sớm vô cùng vô luận là nhục thể hay là nguyên khí đều còn kém xa lắm thân thể tiêu viêm một vòng ánh lửa bốc lên làn da đều là nóng lên, bàn chân đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, bát hoang huyền trọng xích vẫn là quá nặng cho nên khiến thân hình hơi hơi dừng một chút, mới là lướt ầm ầm ra, nhiễm xương cũng là cùng tiêu viêm gần như đồng thời lướt ầm ầm ra, trên người có gấu rít gào, tứ chi chạm đất, hướng phía cung tĩnh cùng bằng mà đi, hai người tư thái đều là bá đạo đến cực điểm, rõ ràng muốn cùng cung tĩnh liều cái ai nhục thể mạnh hơn, tư thế của hai người này hoàn toàn không cho nhục thể của cung tĩnh huynh một chút mặt mũi, cảnh bình ở hậu phương đứng lặng, một bộ xem kịch vui hắn vẫn chưa dự định ra tay trợ giúp bắt luận cho bên nào, giống như tại điểm tụ tập là một người quan chiến trong đó. Cung Tĩnh thấy thế, lúc này trên người hắn lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ thấy quanh thân xuất hiện một bộ hoàng kim trọng giáp, nhất thời, thực lực của hắn thình lình bạo tăng đến lục tinh đấu tiên hậu kỳ. Ha ha, tới đi tới đi, ta muốn để các ngươi nhìn xem, uy lực của Kim Phượng Liệt Thần Khải đến tự thiên cực thành. Cung Tĩnh cũng là bị tư thái bá đạo của Tiêu Viêm cùng Nhiễm Sương chọc giận, hai thân ảnh cực tốc tới gần, thân ảnh Cung Tĩnh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hôm nay ta muốn đem các ngươi đều đánh thành thịt nát, cung tĩnh thân hình chấn động trên đại kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại hung hăng nhằm ngay tiêu viêm cùng nhiễm xương vung mạnh đối mặt kiếm ảnh tiêu viêm cùng nhiễm xương đều không có lùi bước trực tiếp ngạnh kháng keng keng hai tiếng nổ mạnh bạo phát ra sức lực cường hãn sau đó lại lần nữa nhìn thấy thân hình của tiêu viêm cùng nhiễm xương không có dừng chút nào trệ trực tiếp ngạnh sinh sinh kháng trụ kiếm ảnh của cung tĩnh bất quá cung tĩnh tự hồ biết được một kích này chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi khóe miệng của hắn cười lạnh chờ thời điểm tiêu viêm cùng nhiễm xương xông tới hắn sẽ đem hai người đều chặt thành bọt thịt ầm ầm tiếp theo một cái chớp mắt tiêu viêm cùng nhiễm xương đem hết toàn lực lực lượng cùng cung tĩnh hung hằng đánh vào nhau tiên nguyên khí hung hãn cuồng bạo bộc phát ra đại điện phẳng phất đều vì đó mà run lên năng lượng lóa mắt bạo tạc lập tức là đem thân ảnh ba người đều bao phủ mà đi năng lượng sóng xung kích ở trong đại điện một vòng một vòng nhộn nhạo lên đám người cảnh bình xa xa quần áo đều là bị đánh rung động đùng đùng ánh mắt của đám người cảnh bình nhìn chằm chặp chiến đấu bộc phát đầu nguồn chỉ thấy đại điện nơi xa, năng lượng lóa mắt bạo tạc dần dần tán đi, cảnh tượng cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt, chỉ thấy thân ảnh cung tĩnh đứng lặng, mà Nhiễm Sương cùng Tiêu Viêm thì lui về sau mấy chục trượng, bộ dáng của hai người đều có chút chật vật, ha ha, đây chính là át chủ bài mạnh nhất của các ngươi sao, xem ra cũng không gì hơn cái này, bất quá khoan hãy nói, Kim Phượng Liệt Thần Khải, của ta muốn giết hai người các ngươi thật đúng là dễ như trở bàn tay, cung tĩnh giữ tợn cười to, nhìn hắn đẩy lui hai người Tiêu Viêm cùng Nhiễm xương càng là vô cùng đắc ý, lực lượng cơ thể thật mạnh, nhìn phía xa cung tĩnh không nhúc nhích tí nào, Tiêu Viêm sắc mặt cũng hơi hơi biến ảo, hắn cùng Nhiễm Sương đồng thời một kích, cũng là không có chút nào bảo Lưu Thi triển ra lực lượng mạnh nhất, cho dù là lục tinh đấu tiên bình thường, không trọng thương tối thiểu cũng phải lui lấp ra, nhưng mà một kích toàn lực của hai người, lại là bị Cung Tĩnh ngạnh sinh sinh tiếp nhận, lộ ra càng là hời hợt, Nhiễm Sương cũng là cắn răng một cái, thực lực của Cung Tĩnh vốn là tại phía trên bọn hắn, bây giờ lại đạt được Kim Phượng Liệt Thần Khải của Thiên Cực Thành, càng là khiến Cung Tĩnh như hổ thêm cánh, bên trên áo giáp của Cung Tĩnh tỏa ra ánh sáng lung linh trên khóe miệng càng là treo một vệt tiểu dung không gọn, tiểu sư đệ, lực phòng ngự của thần khải này cực kỳ kinh người, đối cứng rất khó đột phá, nhiễm sương chợt nói, tiêu viêm cũng là gật gật đầu, nhất thời, tiêu viêm thánh cảnh linh hồn chi lực bộc phát ra, linh hồn chi lực vô hình hướng phía nhiễm sương càn quét mà đi, mà ở một cái chớp mắt tiêu viêm dùng linh hồn chi lực nhào về phía cung tĩnh, đầu nón trụ bắn ra kim mang, đem linh hồn chi lực của tiêu viêm đều ngăn cách, linh hồn chi lực, ha ha, vô dụng, các ngươi cũng quá coi thường uy lực của kim phượng liệt thần khải rồi. Hôm nay ta muốn đem các ngươi đều hung hăng bóp chết ở đây, Cung Tĩnh cười lớn một tiếng, hắn tự nhiên là cảm giác được Tiêu Viêm vừa mới dùng linh hồn chi lực công kích hắn, bất quá lại là bị Kim Phượng Liệt Thần Khải thay hắn đỡ được. Tiêu Viêm cắn răng một cái, không thể không nói, Cung Tĩnh vận khí thật tốt đến bạo dạp, vốn nên là quẳng xuống vực sâu, không ngờ lại xoay tròn di động trong hầm băng, trực tiếp đem hắn dẫn tới trung tâm Thiên Cực Thành, thu được truyền thừa trước đám người Tiêu Viêm, nếu không phải có Kim Phượng Liệt Thần Khải này thì Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương liên thủ, nhất định có thể đem hắn chém giết tại đây, tiểu sư đệ, hiện tại muốn cùng hắn liều mạng, Nhiễm Sương quay đầu hỏi, làm sao, các ngươi cho rằng bây giờ còn có khả năng chạy trốn ư? Ừ, cung Tĩnh cười lạnh mở miệng, chợt thân thể khôi ngô nhanh chân hướng phía trước một bước, lực lượng hung hãn từ dưới chân hắn bộc phát ra, sau đó giống như một đầu cự hình ma viên, hướng phía Nhiễm Sương cùng Tiêu Viêm bạo lướt mà tới, mặc kim phượng liệt thần khải, khiến cho Cung Tĩnh vóc người khôi ngô so với Nhiễm Sương, cảm giác cường tráng hơn mấy phần, thanh âm quanh thân, tiên nguyên khí lao nhanh, lôi cuốn lên lực lượng hung hãn hướng phía tiêu viêm cùng nhiễm xương càn quét mà đi ông ông lực lượng hung hãn đem không khí bốn phía đều là chấn động phát ra tiếng nổ đùng đoàng sau một khắc cánh tay cung tĩnh đột nhiên chấn động đại kiếm vung mạnh lực lượng hung hãn trực tiếp xé rách ra một đạo kiếm khí khổng lồ xé rách không khí hướng phía tiêu viêm cùng nhiễm xương đối cứng mà đi oanh lập tức đại điện chấn động toàn bộ quang cầu khẽ run lên bất quá vô luận như thế nào chiến đấu kiến trúc bên trong đại điện đều không có nửa điểm tổn thương vật liệu xây dựng nên đại điện cùng cấu tạo rắn chắc để người cảm thấy khủng bố tiêu viêm cùng nhiễm xương thân hình đều là bản ngược mà ra sau đó trùng điệp đụng vào trên vách tường đại điện chợt tiêu viêm cùng nhiễm xương đều một ngụ máu tươi phun ra trong mắt tiêu viêm cùng nhiễm xương đều là tơ máu quấn quanh tiểu sư đệ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách nhiễm xương cắn răng một cái trên cổ háp ấn lại lần nữa bắt đầu lấp lóe nhưng nhiễm xương không muốn bởi vì một tên vô danh tiểu liền phá vỡ phong ấn của mình cung tĩnh thân ảnh như đạn pháo lại lần nữa đánh thẳng tới trên thân tràn ngập túc sát chi ý rõ ràng muốn đem đám người tiêu viêm đều chém giết tại đây cung tĩnh ánh mắt xâm nhiên nhìn tiêu viêm cùng nhiễm xương tay chân tại trên đại kiếm trùng điệp một vệt toàn bộ đại kiếm bắn ra quang mang chói mắt cương tinh diệt thiên chém cung tĩnh một kiếm vung ra trên đại kiếm vù vù lên tiếng mãnh liệt tiên nguyên khí quán chú trong đó tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp hóa thành một vệt kiếm khí to lớn bộc phát lấy ánh sáng nóng rực chướng mắt nhanh như bôn lôi hướng phía tiêu viêm cùng nhiễm xương mà đi tiêu viêm cùng nhiễm xương sắc mặt đều là nhất biến kiếm khí này diện tích cực lớn lúc này càng là khó mà tránh né nhiễm xương thân hình khế động ngăn tại trước thân thể tiêu viêm tiêu viêm trong lòng căng thẳng nhìn xem cái bóng lưng rộng lớn ở đây một cái chớp mắt có chút ngạc nhiên, bởi vì cho tới nay, tựa hồ cũng là Tiêu Viêm tại thời điểm khó khăn nhất đứng ở phía trước nhất, bỗng nhiên có cảm giác, được người bảo hộ khiến hắn một nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm xúc tràn lan, lúc này Tiêu Viêm cũng không biết lục dục trong ao, lục dục chi lực lại lần nữa tràn đầy một điểm, 4 phần 10, xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm trực tiếp xé rách tại trên thân thể nhiễm xương, áo giáp nhiễm xương bị kiếm khí hung hãn sinh sinh cắt, trước ngực một đạo vết thương dọa người còn tốt chính là lực lượng cơ thể nhiễm xương mạnh mẽ, vẫn chưa thấy xương, dáng người của hắn vẫn như cũ ngăn tại trước mặt Tiêu Viêm, cứng chắc đứng lặng, lúc này có chút nghiêng đầu, máu tươi thuận theo trán của hắn sa sút, chảy vào bên trong đôi mắt, thế giới hắn lúc này bị nhuộm dần thành một mảnh màu đỏ, bất quá tại chớp mắt nhiễm xương quay đầu, khóe miệng vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, 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 nhìn về phía Tiêu Viêm, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Lời nói mới ra, Tiêu Viêm lúc này cảm giác thân thể của mình đều tại theo máu tươi của nhiễm xương, lưu lại mà run rẩy, tâm thần rung động, nhiễm xương sư huynh, nhất thời ở giữa, Tiêu Viêm có chút nghẹn lời, nhìn thân thể khôi ngô không để ý an nguy của mình cản ở trước mặt của hắn ha ha cuối cùng hết biện pháp rồi sao chịu chết đi cung tĩnh nhìn xem nhiễm xương cả người là máu tiếng cười càng thêm cuồng vọng trên mặt biểu lộ càng là vô cùng dữ tợn cung tĩnh lại lần nữa bạo lướt mà đến đại kiếm thẳng tắp nhắm ngay nhiễm xương một kiếm này xuống dưới liền muốn trực tiếp giết chết nhiễm xương có thể nhiễm xương sẽ không trốn bởi vì phía sau là tiểu sư đệ của hắn đáng chết đinh duyệt có thể đem thần sa đọa phóng xuất hay không tiêu viêm nhìn thấy tình huống cực kỳ không ổn liền dò hỏi không được, ta đã đem đầu của hắn tháo bỏ xuống, còn chưa có lắp đặt, bên trong không gian giới tử lập tức truyền đến thanh âm của Đinh Duyệt, Tiêu Viêm lập tức tức xạ mặt lại, nhưng một kích này, hắn sẽ không lại để nhiễm xương giúp hẳn đỡ, thân hình Tiêu Viêm lướt nhanh ra, mãnh liệt tiên nguyên khí hóa thành đồng đậm hỏa diễm, lại lần nữa tràn vào bên trong Bát Hoang Huyền Trọng Xích, lập tức ánh lửa trên thân thể Tiêu Viêm sáng đại thịnh, kéo lấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích, phải tiếp tục thi triển ra Ngũ Trọng Chấn Thiên Thước đệ nhất trọng phá quân, lần thứ hai thi triển, uy lực đã là thật to không bằng lần thứ nhất, hai lần Ngũ Trọng Chấn Thiên Thước trực tiếp để tiên nguyên khí trong cơ thể Tiêu Viêm tiêu hao sạch sẽ lúc này bổ sung hiển nhiên đã không còn kịp rồi nhưng mà công kích của cung tĩnh lại là vô song hung hãn tiêu viêm sắc mặt cũng là đột biến một kích này coi như đỡ được chỉ sợ cũng là trọng thương hạ tràng oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên một thân ảnh lướt qua sau đó bóng tối to lớn đem cung tĩnh trực tiếp bao phủ thân hình cung tĩnh trầm xuống oanh một tiếng ngã quy trên đất bỗng nhiên lúc ngẩng đầu trông thấy một ngọn núi lớn màu đen hướng hắn gào thét mà tới vùng lấy ngọn núi lớn màu đen không là người khác chính là khiếu chiến Hắc Thần Sơn trăm trượng trấn chúng sinh, khiếu chiến hét lớn một tiếng, Hắc Thần Sơn gào thét mà đến, Cung Tĩnh lại là không tránh không né, Kình Phong cào đến ông ông tác hưởng, không phải Cung Tĩnh không muốn tránh, mà là hắn giờ phút này muốn đứng dậy đều là cực kỳ khó khăn, bành, một tiếng vang thật lớn, tại toàn bộ trên đại điện truyền vang mà ra, ở một bên, là Nhiễm Sương cùng Tiêu Viêm một bộ biểu lộ khó mà tin, khiếp sợ nhìn khiếu chiến vung lấy Hắc Thần Sơn lúc này khiếu chiến tự hồ vẫn chưa thỏa mãn lại lần nữa vung lên hắc thần sơn rồi dừng lại đập mạnh ta nhận thua tại thời điểm khiếu chiến không nói lý dừng lại đập mạnh về sau từ phía dưới hắc thần sơn truyền đến thanh âm suy yếu không thôi âm thanh kia sau khi truyền ra khiếu chiến vẫn chưa như vậy bỏ qua lại lần nữa là một trận đập mạnh thẳng đến khi hàn mồ hội nhễ nhại về sau khiếu chiến mới ngừng lại chợt nhìn thấy cung tĩnh ngã trong vũng máu đã bị khiếu chiến đập đầy người đều là máu tươi một màn này cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều lạnh tê một tiếng khiếu chiến thực lực bất quá mới nhất tinh đầu tiên giờ phút này đúng là đem một tên lục tinh đầu tiên trực tiếp nện thành trọng thương nếu không phải không phải tận mắt nhìn thấy thì ai cũng không dám tin tưởng vậy mà lại phát sinh một màn này trong vũng máu kim phượng liệt thần khải trên người cung tĩnh đã bị nện thành vỡ nát tại khiếu chiến dịch chuyển khỏi hắc thần sơn về sau thân thể cung tĩnh mới là run rẩy từ trong vũng máu muốn đứng lên sao làm sao có thể nhất tinh đấu tiên làm sao sẽ có lực lượng như vậy cung tĩnh giờ phút này đều không tin tưởng sẽ bị một nhất tỉnh đấu tiên đánh thành trọng thương đừng nói là cung tĩnh không tin bao quát tiêu viêm nhiễm xương cảnh bình cũng đều là thấy choáng mắt bất quá tiêu viêm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thần sa đọa chính là đấu thần nhục thể chi lực đồng dạng tại dưới hắc thần sơn của khiếu chiến cũng là bị chấn áp vô pháp động đậy, hẳn là hết thảy thiên cực thành, hắc thần sơn đều có thể chấn áp, đây là khả năng duy nhất mà tiêu viêm nghĩ tới. hắc thần sơn chấn áp cũng không phải là cung tĩnh, mà là kim phượng liệt thần khải trên người hắn, trong vũng máu, cung tĩnh lung la lung lay đứng lên, toàn thân đều là máu tươi, cung tĩnh nhìn rất là khủng bố, trên người tiên nguyên khí lại lần nữa bộc phát ra, hắn không cam tâm, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía khiếu chiến, hướng về phía trước mở ra bộ pháp, một bộ muốn đem khiếu chiến chém thành muôn mảnh, một tên nhất tinh đấu tiên, tùy tiện liền có thể bóp chết đồ chơi, đúng là đem hắn đánh thành trọng thương cung tĩnh đem tiền nguyên khí trong cơ thể toàn bộ bộc phát ra làm bộ chính là muốn hướng phía khiếu chiến công kích mà đi khiếu chiến thì là thở dài một hơi chậm rãi lắc đầu sau đó hắc thần sơn lại lần nữa vung lên lơ lửng tại đỉnh đầu cung tĩnh đại lực vô hình lại vô cùng cường đại từ bên trong hắc thần sơn bộc phát ra cung tĩnh sắc mặt bồng nhiên nhất biến hai chân đều đang run sợ sau đó khó mà tin nhìn hắc thần sơn trên đỉnh đầu phía trên ánh mắt tơ máu quấn quanh hắn cố chống đỡ lấy để cho mình không quỳ xuống không có khả năng cung tĩnh gào thét một tiếng phía trên khuôn mặt dữ tợn đáng sợ thân hình run rẩy cuối cùng vẫn ẩm vang một tiếng trùng điệp quỳ xuống mặt đất thậm chí có thể nghe thấy thanh âm đầu gối đóng vỡ vụn cung tĩnh vẻ mặt thống khổ vạn vẹo mà lúc này một bên càng là truyền đến tin dữ, mấy đồng đội của hắn tại vô ủy chiến đội vây quét hạ long ý cùng long thế thiên cầm đầu trực tiếp đem toàn bộ chém giết bây giờ đội ngũ của cung tĩnh chỉ còn lại có một mình hắn cung tĩnh bên trong vũng máu giờ phút này thậm chí đều không ngẩng đầu được áp lực nặng nề khiến cho hắn không thở nổi tiêu thiếu xử trí hắn như thế nào khiếu chiến quay đầu hỏi nếu khiếu chiến lại nệ chỉ sợ cung tĩnh thật sự sẽ không bò dậy nổi, giết hắn. Tiêu viêm mặt không biểu tình, nếu không phải là khiếu chiến đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ nhiễm sưng cùng hắn kết cục không thể so với hắn tốt hơn. Chờ chút, tha mạng, ta có rất nhiều bảo bối, chỉ cần các ngươi bỏ qua cho ta, ta đều có thể cho ngươi, mà ta còn biết được một số bí mật của thiên cực thành. Phía dưới hắc thần sơn, cung tĩnh đã cảm thấy nồng đậm túc sát ít, hắn biết được, đám người này không phải cái gì thiện nhân, có cơ hội giết hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua giết hắn tiêu viêm lại lần nữa bình thản mở miệng hoàn toàn không dành để ý khiếu chiến gật gật đầu hắc thần sơn lại lần nữa trùng điệp rơi xuống sau đó chính là trông thấy máu tươi chảy xuôi mà ra khí tức của cung tĩnh cũng tại lúc này im bặt mà dừng đem cung tĩnh giết chết về sau nhiễm xương lúc này mới một ngụ máu tươi phun tới tiêu viêm trong lòng căng thẳng vội vàng chiếu khán nhiễm xương một kiếm kia của cung tĩnh cũng là đem nhiễm xương chặt thành trọng thương, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, đan dược trong tay hắn bây giờ vô luận là hiệu quả trị liệu hay khôi phục công hiệu, đều đã theo không kịp, Tiêu Viêm trong lòng đã làm quyết định, phải tìm một chút thời gian lại lần nữa tăng lên thuật chế thuốc, cũng may nhiễm xương có một chút đan dược chữa thương, sau khi ăn vào, vết thương sâu đã cấp tốc khôi phục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành máu hạt, Thiên Ngưng cùng Diệp Phi Ngư qua đến giúp đỡ nhiễm xương khôi phục thương thế, khí tức bình ổn về sau, Tiêu Viêm mới khiến cho khiếu chiến rời Hắc Thần Sơn, nhìn nhiễm xương nằm bên trong vũng máu, Tiêu Viêm khoát tay, liền đem nạp giới nhận lấy, tìm một phen, đúng là phát hiện cung tĩnh cũng là một đại tài chủ, khoảng chừng 1500 triệu tiên nguyên khí đan, bất quá Tiêu Viêm ngược lại là muốn tìm một chút dược liệu, để luyện chế ra một chút đan dược chữa thương cao cấp hơn mới được, bất quá cung tĩnh không phải luyện dược sư gì, cho nên đều chỉ có một ít dược liệu linh linh toái toái, nhưng bên trong đội ngũ của cung tĩnh ngược lại là cũng có luyện dược sư, tại trong nạp giới Tiêu Viêm tìm được không ít dược liệu, lại đều 10 phần chân quý, Tiêu Viêm nhìn vào đại môn kia, chính là biết được Thủy Châu Nhi tại thời điểm bọn hắn cùng cung tĩnh, chiến đấu đã một thân một mình tiến vào trong cửa lớn đối với hành vi như vậy tiêu viêm khế cho mày vô luận mục đích của nàng là gì vô luận là tạo hóa sao đại môn này quan trọng cỡ nào tiêu viêm đối với thủy châu nhi đã là không có nửa phần hào cảm có thể nói thủy châu nhi mặc kệ chúng ta liền một mình đi vào không ngờ tới sẽ là loại người này thật sự là chỉ có một bộ túi da cũng quá mức ích kỷ đi nữ nhi so với nam nhi tùy tiện luôn mẫn cảm một chút đặc biệt là một chút chi tiết việc nhỏ các nàng đều có thể rõ ràng phân biệt được tính cách của một người còn nói ra cái lời nói này chính là thanh mộc nhi chân ni mặc dù không nói chuyện nhưng từ sắc mặt cũng là nhìn ra được đối với việc này rất là khó chịu tiêu viêm cũng không nói gì chờ tất cả hồi phục thương thế chợt chính là không chậm trễ nữa cả đám chậm rãi tiến vào bên trong đại môn mà phía sau cảnh bình mang trên mặt mỉm cười tựa hồ đang đợi tiêu viêm chào hỏi hắn một tiếng bất quá vô ý chiến đội sau khi đều tiến vào đại môn thì tiêu viêm từ đầu đến cuối cũng chưa từng lại lần nữa nhìn về phía cảnh bình tại vô ý chiến đội hoàn toàn tiến vào về sau cảnh bình tiêu dung trở nên cứng ngắc sau đó dần dần biến mất, biểu lộ hoàn toàn âm trầm xuống. Đại nhân, mật chìa có một thanh ngay tại bên trong thiên cực thành, đến lúc đó bọn hắn đạt được, chúng ta liền không có cơ hội. Sau lưng cảnh bình, một người đi lên phía trước ông quyền nhỏ giọng nói, cái mật chìa này cũng không phải là trăm phần trăm sẽ xuất hiện tại bên trong thiên cực thành, nếu là có, dĩ nhiên càng tốt hơn, đừng có gấp, chờ bọn hắn đi vào cầm liền tốt. Cảnh bình nói xong, ngồi xếp bằng xuống, nhắm đôi mắt lại, không đi theo đám tiêu viêm vào đại môn, mà là lặng lặng chờ ở ngoài bên trong đại môn cảnh tượng có chút vượt quá ý liệu ánh vào tầm mắt của đám người tiêu viêm chính là một tòa lầu các xoay quanh chất gỗ thang lầu một vòng một vòng hướng về cao hơn xoay quanh mà đi có thể nhìn thấy mỗi một tầng lầu các đều có một cái cửa gỗ nhưng khi ánh mắt của đám người tiêu viêm chiếu tới lầu các cửa gỗ đại bộ phận đều được mở ra hiển nhiên bên trong tạo hóa đều đã bị người khác cầm đi thiên cực bảo các tại lầu các trên mặt đất viết bốn chữ lớn ngẩng đầu nhìn lên trên căn bản không nhìn thấy cuối cùng chẳng biết lầu các này đến tột cùng tu trúc bao nhiêu tầng về phần thủy châu nhi sớm đã không thấy thân ảnh chỉ sợ chẳng biết đi tới bao nhiêu tầng rồi, thiên cực bảo các, chỉ sợ muốn lên đi cũng không có đơn giản như vậy, nhiễm xương vừa mới nói xong, bọn hắn bây giờ đứng lặng tại lầu các tầng thứ nhất, nghe được ầm vang một tiếng, phảng phất thanh âm đại môn đóng lại, hai đạo tiếng thú gào vang vọng, tại một bên khác của bọn hắn trực tiếp nổi lên hai con ma thú, đang hung ngang tàng nhìn chăm chú lên đám người, không có bất kỳ dấu hiệu nào hướng phía đám người công kích mà tới, lúc này tự ảnh tốc độ cực nhanh, thân ảnh giống như quỷ mỹ lướt đi, phong bạo nam nhĩ minh cũng là theo sát mà lên, còn tốt chính là hai con ma thú này thực lực bất quá chỉ có nhất tinh đầu tiên, ba người hợp lực, rất nhẹ nhàng liền đem nó chém giết, chợt hai con ma thú hóa thành hư ảnh, hai con ma thú tử vong về sau, nhìn thấy ở cầu thang thông hướng tầng thứ hai, một trận vạn vẹo, phẳng phất có một loại lực lượng vô hình chậm rãi tán đi, đây là muốn từng tầng từng tầng giết tới, tiêu viêm nhìn xem hư ảnh đám ma thú nghi ngờ nói, xem ra là có chuyện như vậy, đi thôi, chỉ sợ phía dưới tạo hóa toàn bộ đều bị người cầm xong, đi lên nhìn một cái, nhiễm xương gật gật đầu, tiêu viêm cũng biểu thị đồng ý, Loại phương thức nhận tạo hóa này, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chợt mọi người đi tới lầu các tầng thứ hai, nơi này không hề nghi ngờ còn có ma thú, bất quá tầng thứ hai ma thú xuất hiện ba con, bất quá đều chỉ là nhất tinh đấu tiên thực lực, thuần thục liền giải quyết được hết, thậm chí đều không cần đám người Tiêu Viêm xuất thủ, tầng thứ ba đơn giản qua ải, tầng thứ tư, tầng thứ năm, đến tầng thứ 12, nơi này số lượng ma thú đã tăng trưởng đến mười mấy con, diện tích lầu các cũng là càng lúc càng lớn, những ma thú này thực lực đều là đạt đến tam tinh đầu tiên, bất quá tại mọi người hợp lực, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm liền giải quyết hết, đáng ghét, nơi này cái gì cũng không có, đều bị người mang đi hết rồi, khiếu chiến tại tầng lầu các thứ 12 lăn qua lộn lại tìm kiếm, đều đã mở ra các cửa gỗ, bên trong đều là rỗng tuếch, cái gì cũng không có lưu lại, đừng có gấp, tiếp tục đi, tiêu viêm an ủi, trong nháy mắt, một đường giết tới tầng thứ 18, ở đây, xuất hiện lại không phải là ma thú, mà là xuất hiện bóng người tay cầm trường kiếm. Mày kiếm mắt sáng, sau đó thanh âm lười biếng chậm rãi truyền ra, kiếm không hợp vỏ, tâm bất dung tình, nghênh chiến đi, người khiêu chiến, vừa mới nói xong, thân ảnh lướt ầm ầm ra, lôi cuốn lấy mãnh liệt kiếm khí, cuốn tới, tốc độ cực nhanh, cùng phong bạo rất là tương tự, đều là mượn gió, công kích lăng lệ, bạo phát ra khí tức tứ tinh đầu tiên, lời nói mặc dù bá khí, bất quá dù sao mười mấy người bên cạnh tiêu viêm dừng lại vây công về sau vẫn là đem đơn giản chém giết bất quá đã không còn đơn giản như trước đó theo số tầng không ngừng lên cao đối mặt khiêu chiến cũng càng ngày càng mạnh bên trong lầu cát không ngừng vang dội trận trận tiếng nổ công kích mãnh liệt 18 tầng đi lên gặp được vô luận là người hay là ma thú thực lực cũng bắt đầu không ngừng đi lên để thăng nhưng mà nơi này bên trong cửa gỗ vẫn vắng vẻ như cũ về phần cái gọi là truyền thừa đám người tiêu viêm đều không thấy được một cái nào hắn là toàn bộ thiên cực bảo các đều bị cầm đi hết rồi mỗi lần giải quyết hết một tầng Khiếu chiến đều sẽ đi tới bên trong cửa gỗ dò xét, dần dần được, hắn nhìn xem cửa gỗ mở ra, liền đã không muốn lại đi qua nhìn, tầng 20, tầng 22, gặp được ma thú hoặc là bóng người bộ dáng khác nhau, thực lực cũng đều đi đến tứ tinh đầu tiên, còn đang không ngừng gia tăng, lúc ngửa đầu đi lên nhìn lại, vẫn như cũ nhìn không thấy cuối cùng, không biết được tòa thiên cực bảo các này đến tột cùng có bao nhiêu tầng, tại tầng thứ 24 đã tiêu diệt một tên nam tử dáng người khôi ngô, tay cầm huyết sắc đại đao, mặc dù nơi này cửa gỗ cũng là mở ra, nhưng nam tử hóa thành bọt nước về sau, xuất hiện một hạt kim đan bên trong kim đan ẩn chứa nồng đậm tiên nguyên khí, khiếu chiến cầm quả kim đan này, hưng phấn không thôi, Tiêu Viêm thì là cười khổ một cái, từ tầng thứ nhất giết tới tầng 24, tiên nguyên khí đan tốn hao không ít, mặc dù bên trong kim đan này có tiên nguyên khí càng thêm tinh thuần nồng đậm, nhưng cũng không đủ bù đắp lượng tiêu hao, tiêu thiếu, xem như có ít đồ, khiếu chiến 10 phần kinh hỉ, Tiêu Viêm thì cười khổ lắc đầu, chợt chuẩn bị tiếp tục hướng phía tầng 25 đi đến, nhưng mà đúng vào lúc này, cửa gỗ bỗng nhiên mở phát ra một tiếng vang trầm, trong lầu các an tĩnh, dạng tiếng vang này đủ để gây nên chú ý của mọi người chưa đi qua xem xét thanh âm gì vậy tất cả mọi người dừng bước cửa gỗ của tầng này mở ra khiếu chiến cũng nói xong khiếu chiến chậm rãi đi tới nam nhĩ minh cùng phong bạo đều là ở sau lưng hắn ba người thận trọng đi tới mà tại thời điểm ba người đi đến trước mặt cửa gỗ đôi mắt lại là hơi chậm lại tựa hồ trông thấy cái gì khiến ba người đều trở nên khiếp sợ tiêu thiếu nơi này có người chết khiếu chiến lập tức quay đầu nói với tiêu viêm đám người nghe vậy đều là đi tới bên trong cửa gỗ không gian thoáng có chút chật hẹp ở bên trong gian phòng không lớn lại u ám có treo một bóng người toàn thân đều là máu tươi đã không có khí tức khi tiêu viêm nhìn thấy bóng người này tâm thần lại là hơi chấn động một chút người này lại chính là cung tĩnh bị khiếu chiến đập chết cung tĩnh thi thể của hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây là ai đem hắn treo ở nơi này tiêu viêm kinh ngạc vô cùng mà lúc này cung tĩnh bỗng nhiên mở mắt hai con người huyết hồng bộ dáng có chút làm người ta sợ hãi cùng khủng bố ken két trong cổ họng cung tĩnh phát ra thanh âm kỳ quái thật giống như có đồ vật gì mắc ở bên trong, khiến hắn vô pháp lên tiếng. Tiêu Viêm vung tay lên, một cỗ lực lượng trực tiếp đánh vào cổ họng Cung Tĩnh, chợt Cung Tĩnh một ngụm máu đen phun ra, sau đó ánh mắt xâm nhiên nhìn đám người Tiêu Viêm, lộ ra nụ cười cực kỳ quỷ dị, ha ha, các ngươi cũng tiến vào, đều sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết ở đây. Cung Tĩnh không có chút nào khí tức bỗng nhiên giữ tợn cười to, khiến Tiêu Viêm cùng đám người lông mày đều là hơi nhíu lại, đây là nguyên rủa chi lực, một bên Diệp Phi Ngư hoảng sợ nói, Tiêu Viêm nhìn Cung Tĩnh giờ phút này người không ra người quỷ không ra quỷ, nhất thời đối với nơi này đột nhiên không có hảo cảm không cần ngạc nhiên, các ngươi cũng biết, quang cầu này là từ vật gì tạo thành. Nhiễm xương sắc mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía nhiễm xương, chợt nhiễm xương tiếp tục nói ra, quang cầu này chính là oán niệm của vô số vong hồn thiên cực thành, không có cách nào luân hồi tạo thành, mà ở lòng đất của thiên cực bảo cát, nghe nói trôn giấu lấy vô số thi cốt của người thiên cực thành. Cung tĩnh cầm truyền thừa về sau chiến bại, linh hồn của hắn cũng sẽ vĩnh thế bị tù vây ở bên trong thiên cực bảo các này, cho đến khi thiên cực bảo các đem linh hồn của hắn luyện chế lại thành một trí bảo. Tiêu viêm nghe như thế có chút tàn nhẫn, không ngờ tới Thiên Cực Thành lại cực đoan như thế. Bất quá nghĩ lại, toàn bộ Thiên Cực Thành chẳng biết bị diệt sát bao nhiêu người, đã muốn có được bảo bối truyền thừa của Thiên Cực Thành, vậy liền tất nhiên phải đánh đổi khá nhiều. Đối với truyền thừa cùng bảo bối ta ngược lại là không quá cảm thấy hứng thú, chẳng biết mật chia tiến về bản khối ở giữa có ở tại chỗ này hay không. Tiêu viêm cũng là nhéo nhéo cái cầm, nói xong là đi ra khỏi phòng, không muốn gặp lại Cung Tĩnh. Nhất thời Tiêu viêm còn có chút đồng tình với Cung Tĩnh, dù sao sau khi chết cũng không được an nhàn, nhìn bộ dáng này, cần phải còn đi lên không ít tầng nữa chúng ta tiếp tục đi lên xe một chút đi, rời đi khỏi cửa gỗ, đám người cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía tầng 25 đi đến, sau khi chiến đấu kết thúc, bên trong cửa gỗ cũng phát hiện ra thi thể giống như cung tĩnh, bất quá nhục thể đã hư thối, chỉ còn lại có khung xương trống rỗng, đám người tiêu viêm không có tiếp tục dừng lại, đi cho tới tầng thứ 30, cuối cùng cửa gỗ của tầng này vẫn chưa được mở ra, nhưng mà tầng này xuất hiện hai tên nam tử, thực lực lại khủng bố đạt đến ngũ tinh đấu tiên, đều tản mắt ra chấn động không kém, hôm nay vẫn là chân thực náo nhiệt, lần này sẽ không còn chơi với đồ chơi chấn hồn nữa nhỉ hai tên nam tử cũng không chất phát, lại còn là tương hỗ trò chuyện, không như mấy thân ảnh hoạt động như máy móc trước đó, tựa hồ hai người còn nằm giữ linh trí, hắn không có, hai huynh đệ ta phải hảo hảo hoạt động một chút. Hai tên nam tử lời nói còn chưa xong, trên đỉnh đầu thiểm lược bóng tối rất lớn, ầm vang một tiếng, trực tiếp che phủ hai huynh đệ bọn hắn, Khiếu Chiến lại vung lấy Hắc Thần Sơn đập mạnh, nhìn thấy không có động tĩnh về sau, mới là rời Hắc Thần Sơn đi, sau đó nhìn thấy hai thân ảnh bộ dáng chật vật, hôm nay có chút không may, gặp được chấn hồn coi như xong, lại còn có chấn nhục thể, nhận thua thôi, cáo từ, thân ảnh hai người trực tiếp băng tán mà đi, khiếu chiến làm xong Hắc Thần Sơn hóa thành lớn chừng bàn tay chợt thu nhập trong túi, chuyến đi lần này đến Thiên Cực Thành, Hắc Thần Sơn của khiếu chiến xem như lập công lớn, đối với tất cả mọi thứ của Thiên Cực Thành đều có lực chấn nhiếp hung hãn, vô luận là loại thực lực nào, tự hồ tại dưới Hắc Thần Sơn của khiếu chiến đều phải ngoan ngoãn thần phục, khiếu chiến không thèm để ý chút nào, hắn cấp tốc xuất thủ giải quyết, cũng là bởi vì đối với thứ phía sau cửa gỗ hết sức tò mò, giải quyết hết hai người về sau, hắn liền nhảy nhót hướng đến phía cửa gỗ chạy như điên bất quá hắn vẫn chưa lỗ mãng trực tiếp mở ra cửa gỗ mà quan sát bốn phía một chút trước tiêu thiếu theo ta quan sát không có gì nguy hiểm thỉnh cầu chỉ thị khiếu chiến đã là ma quyền sát trưởng bởi vì kim phượng liệt thần khải của cung tĩnh đã làm rung động đến khiếu chiến cho nên hắn đối với bảo bối bên trong thiên cực bảo cát càng là tràn ngập tò mò đám người cũng là đến gần cửa gỗ tiêu viêm gật gật đầu về sau khiếu chiến lúc này mới thận trọng mở cửa phòng ra bên trong cửa phòng một mảnh xanh thẳm chi sắc bên trong lại là có một cái mặt nước cự đại màu xanh thẳm một cỗ lực lượng vô hình khóa lại dòng nước mà ở trong đó còn có một thân ảnh cô do thân ảnh trần như nhộng, thân thể trắng nõn mềm mại cuộn tròn rúc vào một chỗ, sau lưng ba ngàn động theo sóng nước che ngăn cản đại bộ phận, hai tay ôm thật chặt bắp đùi, đem hai đoàn thịt mềm đè ép thay đổi hình, vùi đầu tại giữa đầu gối, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, nhưng đám người cũng vẫn như cũ liếc mắt liền nhận ra thân ảnh trong đó là nữ tử, chính là người trước thời hạn tiến vào thiên cực bảo các rồi biến mất, Thủy Châu Nhi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc nhìn Thủy Châu Nhi nằm co quắp tại bên trong thủy phương, thân thể trần như nhộng, sau đó nhìn thấy bên trong thủy phương vô số bọt khí dung nhập vào bên trong thân thể nàng ta, tiêu thiếu chúng ta không quan tâm nàng, bên trên còn có chuyển thừa tốt hơn, chúng ta đi thôi, lại đến đi nhìn một cái, mặc dù thủy châu nhi là nữ nhi của hắc sơn thần quân, bất quá khiếu chiến đối với nàng cũng là không có nửa điểm hảo cảm, tiêu viêm ánh mắt cũng là hờ hững, gật gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi, cứu, mau cứu ta, một đạo linh hồn truyền âm tại trong đầu tiêu viêm vang lên, đồng dạng hạ tăng huy cũng nghe thấy, tiêu viêm bước chân có chút dừng lại, tiêu viêm biết được người phát ra tín hiệu cầu cứu chính là thủy châu nhi. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn Thủy Châu Nhi nằm trong thủy phương, khẽ cho mày, "Tiêu thiếu, nàng tự hồ bị vây ở bên trong huyễn cảnh, ta nghĩ ta có thể giải cứu nàng." Hạ Tăng Huy giờ phút này nói, Tiêu Viêm không có trả lời ngay Hạ Tăng Huy, lúc này Tiêu Viêm có chút do dự, Tiêu Viêm lúc trước đã đã cứu Thủy Châu Nhi một lần, lần này lại cứu chính là lần thứ hai, bất quá Tiêu Viêm lần này cũng không muốn lại làm cái gì đại thiện nhân, đặc biệt là Thủy Châu Nhi như vậy, vì bản thân tư lợi, một mình đoạt trước tiến vào Thiên Cực Bảo cát, vì sao phải cứu nàng, nàng cho dù là nữ nhi của Hắc Sơn Thần Quân, Tên nhóc lừa đảo đã cứu nàng một lần nên có tình cảm cũng đã thanh toán xong, loại người vì tư lợi này, vì sao phải cứu chứ? Thanh Mộc Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là hiện đầy không vui, Thanh Mộc Nhi nói xong, đám người cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, phong cách làm việc của Thủy Châu Nhi đúng là không khiến người ta thích được, Khiếu Chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Viêm dừng một chút, nhìn về phía Khiếu Chiến, hắc sơn thần quân truyền thừa mặc dù tất cả mọi người đều được lợi, bất quá người được lợi lớn nhất vẫn là Khiếu Chiến, một phần tình này, Khiếu Chiến nếu cho rằng phải trả, thì Tiêu Viêm cũng sẽ nghĩa bất dung từ trợ giúp Khiếu Chiến, Khiếu Chiến đưa tay hắc thần sơn lơ lửng tại lòng bàn tay nhìn một chút hắc thần sơn vừa nhìn về phía thủy châu nhi bị vây ở bên trong thủy phương thể bên trong ánh mắt vẫn là lóe lên một vệt mềm mại tiêu thiếu hắc thần sơn đã cứu chúng ta mấy lần tóm lại đến nói thủy châu nhi cũng là nữ nhi của hắc sơn thần quân nàng cho dù có chút tự tư chúng ta theo lý thường ứng khi cũng hắn là nên cứu nàng Khiếu Chiến mặc dù cao lớn thô kệch, bất quá cũng là minh bạch lý lẽ Khiếu Chiến đã nói như vậy, Tiêu Viêm liền đối với Hạ Tăng Huy nhẹ gật đầu, Hạ Tăng Huy tâm thần khẽ động, thân thể mềm mại của Thủy Châu Nhi trong thủy phương thể run lên, thân thể mềm mại đều trần trụi tại trước mắt mọi người, mái tóc màu đen ở trong nước phiêu đáng, mảng lớn da thịt tuyết trắng, trước đó tại dưới quần áo rộng rãi, còn không thấy được hai ngọn núi như hai con thỏ ngọc run rẩy, uyển chuyển một nắm eo thon cùng bờ mông buộc, vòng quanh một đạo đường cong sống động kinh tâm động phách lại, vô cùng mê người, dáng người có thể nói là hoàn mỹ không có thể bắt bẻ lông mi dài có chút giật giật, chợt đôi mắt chậm rãi mở ra, trong một cái chớp mắt đôi mắt đẹp mở ra ấy, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại dưới mỹ mạo của nàng mà hô hấp đều là có chút đình chỉ, khiếu chiến cùng nam nhĩ minh nhìn nhập thần, bên hông đều bị hung hằng bấm, đau đến run rẩy, Hòa hồng trực tiếp đem tay của nam nhĩ minh để trên eo của nàng, sau đó vểnh lên miệng nhỏ, eo của ta chẳng lẽ không xem được? nam nhĩ minh lập tức nghiêng người qua, khóc cười nghiêm mặt, không còn dám quay đầu nhìn, khiếu chiến cũng là bị thiên ngưng kéo ra khỏi gian phòng, chợt tất cả nam nhân bên trong gian phòng đều đi ra, Đương nhiên, trừ Hạ Tăng Huy, hắn không tính là nam nhân, dù sao ngay cả nhục thân cũng không có, Thủy Châu Nhi cũng không tị hiềm. Nàng vươn chân ngọc mảnh khảnh, bắt đầu từ bên trong thủy phương thể chậm bước ra ngoài, nàng phơi bày thân thể lại bị nhiều người như vậy, trông thấy cũng không có chút nào thẹn thùng, ngược lại lộ ra rất tự nhiên, lẩm bẩm nói, ta còn cho rằng rốt cuộc sẽ không tỉnh lại. Thủy Châu Nhi nhìn bên trong gian phòng còn thừa lại mấy nữ tử liền ngần người, lập tức mới minh bạch tới trên người mình không có quần áo, chợt mới chậm ung um dung lấy ra lụa mỏng che lại ngọc thể của mình nhưng mà mấy nữ tử sắc mặt ngược lại là có chút không dễ coi cũng không phải nói ghen ghét mỹ mạo của thủy châu nhị mà các nàng chính là chán ghét con người của thủy châu nhi thủy châu nhi mở ra ngọc liên chân ngọc trắng nõn hoàn mỹ đi thẳng về phía trước mùi thơm nước mũi nếu như có nam nhân ở đây chỉ sợ đều phải quỳ dưới váy của nàng lúc nàng ta đang đến gần hạ tăng huy thân mang áo giáp hạ tăng huy dừng lại ma quyền sát trưởng tiểu tỷ tỷ là ta cứu được ngươi hạ tăng huy mang theo ngữ khí xấu hổ đa tạ công tử thủy châu nhi đối với hạ tăng huy khế không người hành lễ hạ tăng huy lập tức toàn thân run lên thủy châu nhi hướng hắn gần sát khiến hắn lập tức hưng phấn không thôi lại là dừng lại vung tay vung chân sau đó nhăn nhăn nhó nhó nói ra tiểu tỷ tỷ ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ có thể để cho ta nhìn một chút quần lót của ngươi không lời của hạ tăng huy mới nói ra đám nữ tử thanh mộc nhi ở một bên liền truyền đến ánh mắt xem thường đến chết buồn nôn để người chịu không được thanh mộc nhi vốn dĩ vì thủy châu nhi sẽ tức giận không ngờ tới thủy châu nhi trực tiếp đem quần áo vừa mới mặc xong lại toàn bộ rút đi thân thể trắng nõn hoàn mỹ mềm mại lại lần nữa bại lộ tại trong không khí sau đó đến gần sát hạ tăng huy hai con thỏ ngọc tại trên người hạ tăng huy cọ qua cọ lại khiến cho thân thể hạ tăng huy một trận run rẩy trực tiếp ngất đi thủy châu nhi che miệng phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc thủy châu nhi lúc này mới lại một lần nữa mặc vào lụa mỏng lụa mỏng phi thường mỏng căn bản ngăn không được ngọc thể ở bên trong như ẩn như hiện càng là tản ra khí tức vô cùng mê người, chợt Thủy Châu Nhi đi ra khỏi phòng, sau đó nhìn về đám người Tiêu Viêm, cũng là hạ thấp người có chút đi một cái lễ, sau đó chậm rãi nói ra, đa tạ các ngươi, lại được các ngươi cứu thêm một lần, đại ân khó mà nói cảm ơn. Thủy Châu Nhi vừa nói xong, một bên chính là truyền đến thanh âm không ngọt của Thanh Mộc Nhi, khó mà nói cảm ơn, thời điểm Tiêu Viêm dùng mệnh cứu ngươi rất chật vật thì ngươi quay người mặc kệ chúng ta, bóng lưng lại là rất đẹp. Thanh Mộc Nhi tính tình vốn là ngay thẳng, lại thêm nữ nhân ở giữa, hoặc là nhìn nhau vừa ý, liền có thể trở thành bằng hữu toàn tâm nhờ vả hoặc là như bây giờ, không chỉ có Thanh Mộc Nhị, mấy người nữ nhân còn lại đối với Thủy Châu Nhi cũng là tràn đầy khó chịu. Thủy Châu Nhi có thể sử dụng thân thể đà động nam nhân, bất quá vẻn vẹn chỉ là giới hạn trong nam nhân, về phần nữ nhân, nàng Vũ Mị cùng xinh đẹp sẽ càng khiến nữ nhân càng thêm chán ghét. Đa tạ khích lệ, Thủy Châu Nhi đối mặt Thanh Mộc Nhi quát lớn, tựa hồ cũng không tức giận, ngược lại trên gương mặt giơ lên tiểu dung, "Ngươi, Thanh Mộc Nhi đang chuẩn bị nổi giận, bị Chân Ni một bên kéo lại, Chân Ni đối với Thanh Mộc Nhi lắc đầu, đối với người mặt dày, nói quá nhiều đối với nàng đều là lời thừa thủy châu nhi sửa sang lấy quần áo thỉnh thoảng lộ ra mảng lớn tuyết trắng xuân quang trượt tiết cùng lúc đó thủy châu nhi cũng nhìn về phía tiêu viêm nói khẽ thứ ta muốn lấy đã lấy được thiên cực bảo các tổng cộng có 33 tầng nơi này đã là tầng thứ 30, đi lên còn có 3 tầng bất quá nghe nói ba tầng cuối cùng đội ngũ đi vào liền cũng không có đi ra các ngươi hiện tại còn dự định đi lên tiếp sao? Tiêu Viêm nghe vậy khẽ cho mày, cũng không phải là sợ hãi, mà là lời nói của Thủy Châu Nhi khiến Tiêu Viêm càng thêm khó chịu. Ngươi đạt được cái gì? Tiêu Viêm nhìn Thủy Châu Nhi, chậm mở miệng, thứ ta muốn, đối với các ngươi cũng không có tác dụng gì. Thủy Châu Nhi khế cười nói, Tiêu Viêm giờ phút này nhìn về phía Thủy Châu Nhi, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, hỏi ngươi một lần nữa, Ngươi đạt được cái gì? Tiêu Viêm lần này, thanh âm ép tới cực thấp, có thể cảm giác được Tiêu Viêm thời khắc này cảm xúc rất là không tốt, nhìn thấy Tiêu Viêm phát cáu, Thủy Châu Nhi mới khẽ thở dài một hơi, chợt bàn tay nhỏ trắng loãng chậm rãi mở ra, một ngọc bài toàn thân màu đỏ liền xuất hiện ở bên trong bàn tay nhỏ của nàng, thứ các ngươi muốn tìm có phải là cái này hay không? Thanh âm như chuông bạc của Thủy Châu Nhi chậm rãi vang lên, mật chìa, Tiêu Viêm kinh dị nói, không nghĩ tới Thủy Châu Nhi đã tìm được, Thủy Châu Nhi từ chối cho ý kiến điểm nhẹ chán, chợt nhìn xem Tiêu Viêm, mở bước liên tục đến gần sát Tiêu Viêm, tư thái xinh đẹp, phảng phất bất kỳ nam nhân nào cũng không có cách cự tuyệt, miệng như ngậm lấy chu đan cặp môi thơm, một cái hương khí phun ra, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt ở trên lồng ngực Tiêu Viêm, sau đó dùng thanh âm cực kỳ quyến rũ chậm rãi nói ra, ngươi muốn có được nó không? Thủy Châu Nhi quần áo trượt xuống, bộ ngực sữa mềm mại kề sát lồng ngực Tiêu Viêm, bày ra tư thái cực kỳ mê người nhưng vào lúc này trên thân tiêu viêm ẩm vang một tiếng khí tức trực tiếp chấn động thủy châu nhi lập tức một trận bối rối bị chấn liên tiếp lui về phía sau mong rằng thủy châu nhi tiểu thư tự trọng tiêu viêm ánh mắt băng lãnh nhìn thủy châu nhi bị đầy lui mấy bước thủy châu nhi biểu hiện trên mặt cũng là triệt để âm trầm xuống đem quần áo xốc xếch của mình một lần nữa chỉnh lý dáng người đứng lặng theo sắc mặt âm trầm loại vũ mị kia lập tức biến mất không thấy không nghĩ tới ngươi lại là một hảo nam tử thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy ta ngược lại là rất ít có thất bại ta cũng không cùng ngươi nhiều lời cái mật chìa này là do ta đổi mạng mà đạt được, muốn từ trong tay của ta cầm tới không có đơn giản như vậy. Thủy Châu Nhi lạnh lùng nói, trên người Tiêu Viêm ăn quả đắng, nàng cũng nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. thật sao, trong mắt của ta, muốn lấy được cái mật chìa này, kỳ thật rất đơn giản, đem người giết, sau đó giết người cướp của, tựa hồ cũng không khó khăn. Tiêu Viêm mặt không biểu tình trầm giọng nói, Thủy Châu Nhi nghe vậy cản răng một cái, nàng vốn dĩ nghĩ Tiêu Viêm là một người tốt, chưa từng ngờ tới Tiêu Viêm lại sẽ trả lời như vậy, ngươi nếu dám tiến lên một bước, ta liền ngay tại chỗ đem ngọc bài này bóp nát, đến lúc đó ai cũng vào không được, Thủy Châu Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung hãn nói, Tiêu Viêm chợt cười một tiếng, sau đó trêu ghẹo nhìn Thủy Châu Nhi nói ra, "Ồ, vậy ngươi thử một chút, nếu như thanh ngọc bài này thật sự là mật chìa đi đến bản khối ở giữa, chỉ bằng thực lực của chúng ta, căn bản không có khả năng hủy đi nó, trừ phi nó là giả." Nhìn xem tiêu viêm hùng hổ dọa người, Thủy Châu Nhi sắc mặt cũng là hơi đổi, Tiêu Viêm giờ phút này chậm rãi hướng phía nàng đi đến, Thủy Châu Nhi bước chân cũng là không tự chủ lui về sau, ngươi không thể giết ta, không có ta, liền coi như các ngươi tiến vào bản khối ở giữa, cũng không có khả năng sống sót trở ra. Thủy Châu Nhi lại lần nữa uy hiếp nói, Tiêu Viêm bước chân có chút dừng lại, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không thật sự giết chết Thủy Châu Nhi, hắn uy hiếp Thủy Châu Nhi, như vậy mà chỉ muốn trừng phạt nàng ta một chút vì hành vi trước đó, đem nó cho ta. Tiêu Viêm dừng bước lại, lại lần nữa nói, cho ngươi thì có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Thủy Châu Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, còn muốn cùng Tiêu Viêm bàn điều kiện, điều kiện gì? Tiêu Viêm vẫn chưa trực tiếp cướp đoạt, mà bình tĩnh nhìn Thủy Châu Nhi, "Mang ta đi đến tầng cao nhất, nơi đó có di thư do cha để lại cho ta, xin nhờ." Thủy Châu Nhi nói, ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm, sợ Tiêu Viêm đạt được mật chìa về sau, liền sẽ trực tiếp rời đi, dạng này, ta bản liền định đi lên trên xe một cái, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Tiêu Viêm sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút, kỳ thật tại thời khắc này, Tiêu Viêm đã xem hiểu nữ tử này, một nháy mắt cũng là minh bạch thủy châu nhi sao lại tao thủ lộng tư như vậy thời điểm lấy được hắc sơn thần quân truyền thừa biết được cũng là bị hại chết mà lại cùng lôi thần tựa hồ không có sai biệt cái chết của bọn hắn có oan mà nữ nhi của hắc sơn thần quân trước mắt rất cẩn thận rất khó tưởng tượng một nữ tử như nàng cô độc sống ở loạn thế quỷ kế âm mưu khắp nơi đã dùng hết bao nhiêu thủ đoạn mới có thể sống sót mục đích chỉ có một vì phụ thân của vì hắc sơn thần quân báo thù Hắc Sơn Thần Quân từng cho ta tạo hóa, ta bản một lòng muốn trợ giúp ngươi, ngươi có chỗ cảnh giác ta cũng có thể lý giải. Bất quá tại thời gian kế tiếp, có thể tạm thời tín nhiệm chúng ta. Nếu là lại đơn độc mà đi, ta nếu không chết, lúc gặp lại ngươi lúc cũng là từ kỳ của ngươi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, lời nói sau cùng càng là tàn nhẫn. Thủy Châu Nhi cắn răng một cái, nàng cũng không phủ nhận, nàng trước thời hạn tiến vào thiên cực bảo cát, chính là đang chờ đợi, nhìn xem ai sẽ là người thắng, ai thắng, nàng liền trở về thuận tại người đó. Đây chính là phương pháp giúp nàng lưu lạc sống sót tại bên trong dòng lũ âm hiểm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thủy Châu Nhi gật gật đầu, nhìn nam tử áo đen trước mắt, hàm răng cắn môi, tay nhỏ ném đi, liền đem ngọc bài màu đỏ trực tiếp ném cho Tiêu Viêm, trên ngọc bài truyền đến cảm giác lửa nóng, Tiêu Viêm chính là biết được, ngọc bài màu đỏ này, trăm phần trăm chính là một trong số bốn thanh mật chìa trong truyền thuyết, Tiêu Viêm gật gật đầu, đem ngọc bài màu đỏ cất kỹ về sau, chính là chuẩn bị hướng phía tầng thứ 31 lầu các mà đi, đi hai bước về sau, Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu nói với Thủy Châu Nhi, mặc lại y phục của ngươi đi, ở đây ngươi an toàn, không cần tận lực đi lấy lòng ai, Tiêu Viêm nói xong, mở ra bộ pháp chậm rãi đi đến, nhìn xem bóng lưng của Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp của Thủy Châu Nhi cũng hơi hơi co rụt lại, Thủy Châu Nhi tâm tình phức tạp, nửa ngày về sau mới hồi phục tinh thần lại, sửa sang lại một chút quần áo, tại thời điểm chạm đến da thịt của chính mình, Thủy Châu Nhi trong lòng run nhẹ nhẹ, trái tim phảng phất có kim châm, quỷ biết được, Thủy Châu Nhi vì sống sót, tại Hồng Mông, tinh vượt qua nhiều ít gian nan cùng nhiều ít thống khổ hồi ức mới đổi lấy hôm nay, chính thân thể này, sớm đã tàn tạ không chịu nổi, duy chỉ có dùng thân thể này, mới giúp nàng sống đến nay, nhận hết khuất nhục, chỉ muốn thay phụ thân báo thù vô ý chiến đội hướng đến tầng thứ 31, Tiêu Viêm lưu tại cuối cùng, đứng yên chờ đợi, còn không đi, Tiêu Viêm nghiêng đầu, nhìn về phía Thủy Châu Nhi đằng sau ngây người, nhẹ giọng đổi nói, thanh âm của Tiêu Viêm truyền vào trong tâm thần Thủy Châu Nhi, để nàng từ bên trong sững sờ lập tức lấy lại tinh thần, trước mắt chẳng biết lúc nào đã bị nước mắt làm mơ hồ, lau vội đi nước mắt, Thủy Châu Nhi vội vàng đi theo, tới đây đại nhân, đừng gọi ta là đại nhân, gọi ta là tiêu viêm là được, tiêu viêm cảm ơn ngươi, tầng thứ 31, tầng này cảnh sắc đại biến, bốn phía đều là dựng lên từng cây cột sắt, tầng này liền như là một cái lồng giam, tựa hồ muốn vây khốn thứ gì, nơi này tia sáng mười phần u ám, vô ý chiến đội đứng lặng tại một bên, một bên khác lại chuyển tới thanh âm tiếng sột soạt sắt thép xẹt qua mặt đất, mà ở đằng kia một bên u ám, chính là có một đôi mắt xanh mơn mởn như hai ngọn quỷ hỏa, chập chờn trong bóng tối, chợt một cái bóng tối cự đại xuất hiện ở trước mắt mọi người, đúng là một hung thú bộ dáng dữ tợn, cái đầu khổng lồ chiếm cứ nửa bên, mấy chục cây xích sắt một mực đưa nó khóa kín, khiếu chiến giờ phút này đã không nói hai lời, đã là vung lên hắc thần sơn đập đi lên, tiêu viêm khẽ cho mày, lập tức có loại dự cảm bất tường, keng, hắc thần sơn hung hăng đánh vào phía trên cái đầu của hung thú bộ dáng dữ tợn, nhất thời hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng mà lần này thân ảnh khiếu chiến lại là bản ngược mà ra, trùng điệp đụng vào phía trên cột sắt sau lưng, kêu lên một tiếng đau đớn, ổn định thân hình về sau, ánh mắt kinh dị, hắc thần sơn mất hiệu lực, khiếu chiến hoảng sợ nói, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải hắn có nhục thể mạnh mẽ, chỉ sợ lúc này sớm đã một ngụ máu tươi phun ra, hung thú bộ dáng dữ tợn to lớn, con mắt như hai đống quỷ lửa xanh mơn mởn lập tức tức giận lên, miệng thú đóng mở, hàm răng bén nhọn như là thép nguội chạm ngọn lửa màu xanh lam phun ra nuốt vào, Tiêu Viêm nói thầm một tiếng hỏng bét, nhưng vào lúc này, trước mặt Tiêu Viêm bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thuẫn, mà cái đại thuẫn này chính là từ bên trong không gian giới tử của Đinh Duyệt, nháy mắt lấy ra, cùng lúc đó, tiên nguyên khí trên người Tiêu Viêm cũng là tuôn trào ra, hóa thành biển lửa, đem toàn bộ mọi người bao phủ tại trong đó, hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, từ bên trong miệng lớn, hừng hực lam viêm bạo dũng mà ra, hung hăng hướng phía đám người Tiêu Viêm càn quét mà đi, lam viêm đánh vào phía trên chấn kim đại thuẫn, hỏa diễm hung hãn lập tức đem chấn kim đại thuẫn đốt thành hỏa hồng chi sắc, bất quá chấn kim đại thuẫn lực phòng ngự so với trong tưởng tượng kiên cố hơn nhiều, dưới sự bảo vệ của thiên hòa, hung thú phun ra lam viêm vẫn chưa tạo thành tính thực chất tổn thương cho tiêu viêm. Tiêu viêm vừa mới thở dài một hơi, chấn kim đại thuẫn cũng là bởi vì nhiệt độ cao phả ra khói xanh, nhưng mà dư ôn còn chưa tan đi, sóng nhiệt lại lần nữa đập vào mặt, hung thú này vẻn vẹn chỉ là ngừng một cái chớp mắt, bên trong cái miệng thú lại lần nữa phun ra mãnh liệt lam viêm. Tiêu Viêm cúi đầu xuống, lại lần nữa giơ lên chấn kim đại thuẫn, lam viêm đem lầu các chiếu tươi sáng, nếu có thể trông thấy hung thú này, sẽ phát hiện nó chỉ là một cái đầu lâu to lớn, đúng là không có thân thể, chỉ có một cái đầu lẻ loi trơ trọi nhưng đều là vô song hung hãn, miệng phun lam viêm có được lực lượng hủy diệt cực mạnh, mà Hắc Thần Sơn của khiếu chiến lại vô pháp áp chế, vậy đã nói rõ, cái đầu hung thú này không phải là sản phẩm của Thiên Cực Thành, nếu như hung thú này là ma thú, liền nên để Long Ý ra sân, chúc cửu âm huyết mạch có thể chấn nhiếp phần lớn ma thú, Long Ý huyết mạch lập tức khoách tán mà ra, nhưng lại không có đạt được hung thú đáp lại, Long Ý khẽ cho mày, sau đó khí tức của hắn phun trào mà ra, lập tức hóa thành hư ảnh đầu rồng to lớn, không gian lầu các có hạn, chỉ là ngưng tụ ra một nửa không đến, nhưng vào lúc này, đầu lâu hung thú lập tức ngừng lam viêm trong miệng, Long Ý thân hình trực tiếp lất đi, đứng lặng tại trước mặt hung thú đầu lâu, hung thú lập tức cúi đầu xuống, trực tiếp thần phục với Long Ý, chợt Long Ý cùng hung thú trò chuyện, sau một lát, Long Ý mới xoay đầu lại, nói với Tiêu Viêm, "Cha, nó nói linh hồn nhận nguyền rủa." Hy vọng chúng ta có thể giải cứu nó, tiêu viêm nghe vậy nhướng mày, nhìn bên trên hung thú đầu lâu có vô số dây sắt, nếu như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện phía trên những dây sắt đều có khắc đầy đường vân, những dây sắt này cũng không phải là dây sắt phổ thông, mà là từ nguyên rủa chi lực biến thành, muốn giải cứu nó chỉ sợ không dễ dàng như vậy, như thế nào giải cứu? Tiêu Viêm hỏi, Long Ý lại lần nữa cùng với hung thú nói chuyện nửa ngày về sau, mới lại quay đầu nói với Tiêu Viêm, "Cha, hắn nói chỉ cần có thể đăng đỉnh, liền có chi pháp giải cứu, nó còn nói, có thể làm cho chúng ta tiến lên một tầng, tầng thứ 32 có thể giúp chúng ta để thăng thật to, bất quá tầng thứ 33 chính là một tên đấu thần tọa chấn, Long Ý chậm rãi nói, thời điểm nói ra hai chữ đấu thần, đám người cơ hồ đều là vì đó chấn động, thân thể đấu thần của thần sa đọa đã cường hãn có thể tùy tiện xóa bỏ đấu tiên, huống chi là một tên chân chính đấu thần, lấy thực lực đấu thần, giết chết đấu tiên vậy đơn giản chính là động động ngón tay liền có thể giải quyết, nó nói nếu là sợ hãi, giờ phút này liền lui cách, nếu không tiến vào tầng thứ 30, liền không có cách nào đi, Long Ý lại lần nữa nói, Tiêu Viêm nghe vậy, đây không phải là một lựa chọn vì tạo hóa tầng thứ 32, nhất định phải đi cùng đấu thần đánh một trận, vậy đơn giản không phải liền là đi tìm chết sao? Tiểu sư đệ, ta cho rằng, nếu như đã đạt được mật chìa, liền không cần thiết ở chỗ này mạo hiểm. Nhiễm Sương nghe vậy chính là chậm rãi nói, Tiêu Viêm lâm vào do dự, nếu cái mật chìa này thuộc về Tiêu Viêm, quả quyết sẽ không đi mạo hiểm lúc này cùng một tên đấu thần phân cao thấp, nhưng mà cái mật chìa này vốn thuộc về Thủy Châu Nhi, mà Thủy Châu Nhi có chỉ mặt gọi tên muốn đi tầng cao nhất tìm kiếm di thư, mà phụ thân lưu lại, nhất thời làm Tiêu Viêm lâm vào tình thế khó xử thực lực hôm nay trừ phi vận dụng lực lượng tử thần hư linh tháp nếu không muốn đối kháng một tên đấu thần cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng đừng lo lắng bạch thần sơn cùng hắc thần sơn đồng thời đều tại như vậy tướng sĩ thiên cực thành đều phải thần phục bởi vì thành chủ của thiên cực thành chính là cha của ta lúc này thủy châu nhi chậm rãi nói lúc đi lên phía trước tại phía trên bàn tay của nàng một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng lơ lửng tại trong lòng bàn tay trong lòng bàn tay thủy châu nhi lơ lửng bạch thần sơn trừ màu sắc cùng hắc thần sơn của khiếu chiến khác biệt ra tạo hình cơ hồ giống nhau như đúc xem xét liền biết đây là xuất từ cùng một nhân thủ ngươi nằm chắc được bao nhiêu phần tiêu viêm hỏi bảy thành ta cũng không dám hứa chắc có thể ngoài ý muốn nổi lên tình huống phát sinh thủy châu nhi ngưng trọng nói hung thú nhìn bạch thần sơn trong tay thủy châu nhi lập tức bên trong đôi mắt xuất hiện run rẩy tựa hồ phi thường kiên kỵ bạch thần sơn nó nói nàng là sơn chủ long ý đem ý tứ của hung thú lại lần nữa phiên dịch ra khiếu chiến bàn tay nhô ra hắc thần sơn cũng là lơ lửng mà ra hung thú nhìn xem hai tòa thần sơn một đen một trắng tựa hồ càng thêm e ngại bạch thần sơn hơn đến mức tại thời điểm khiếu chiến dùng hắc thần sơn nệm thì nó cũng không có phát hiện hắc bạch song sát bạch thần chấn âm hồn hắc thần chấn chúng sinh hắc bạch vô cực chấn thiên hạ thủy châu nhi chậm rãi đi lên bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái bạch thần sơn lơ lửng mà ra khiếu chiến thấy thế cũng là hiểu ra trong tay hắc thần sơn bay ra ở giữa không trung hai tòa thần sơn tương hỗ quay quanh giữa hai bên có lực lượng vô hình tương hỗ hấp dẫn sau đó ở giữa hai tòa thần sơn tản ra cường đại trấn áp chi lực thủy châu nhi cấp tốc trong tay nhẹ nhàng vung lên đem Bạch Thần Sơn thu hồi lại, mặc dù ta có thể khống chế Bạch Thần Sơn, bất quá nó cũng không có lựa chọn ta, lực lượng của nó ta còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống, cho nên song thần sơn dung hợp trấn áp chi pháp, còn vô pháp hoàn toàn thi triển, Thủy Châu Nhi nói, chỉ là một lát, sắc mặt của nàng liền có chút tái mét, tựa hồ nàng đang cưỡng ép thi triển Bạch Thần Sơn, nó nói, sơn chủ trở về, liền nhất định có thể cứu được tất cả oan hồn của Thiên Cực Thành, hung thú nhìn hai tòa thần sơn, đôi mắt xanh mơn mởn như quỷ hỏa run rẩy một hồi, bảy thành nắm chắc, cũng thực sự có thể xông vào một lần. Tiêu Viêm cũng là minh bạch, nếu thật sự như Thủy Châu Nhi nói, Thiên Cực Thành thành chủ chính là Hắc Sơn Thần Quân, như vậy từ mỗi cái góc độ nói đến, bây giờ thành chủ của Thiên Cực Thành, hắn chính là người đạt được truyền thừa của Hắc Sơn Thần Quân, khiếu chiến bất quá cũng có thể là bây giờ khiếu chiến thực lực còn quá yếu, căn bản là không có cách thể hiện ra uy áp của Hắc Thần Sơn uy áp, nhưng cần phải nhận núi không nhận người, thật sự là như thế, cho dù tầng cao nhất có đấu thần tọa chấn, cũng phải thấy sơn dã như thấy thành chủ, đã như vậy, phải nắm chặt lên đường thôi, chỉ sợ đã có đội ngũ tìm tới mật chìa đang chạy về trung ương bản khối, Tiêu Viêm không tại do dự, nói xong liền dẫn dắt đội ngũ đi lên tiến vào tầng lầu các thứ 32, nói cho nó biết, đăng đỉnh về sau liền chắc chắn trở về giải cứu hắn. Tiêu Viêm cuối cùng bàn giao một câu về sau, đám người vô ý chiến đội cùng Thủy Châu Nhi đi vào tầng thứ 32, tầng này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là đậm đặc mây mù vàng óng, một cái hút vào trong cơ thể, lập tức cảm giác trong cơ thể tiên nguyên khí bắt đầu táo động, nhìn tới, tầng này chính là tạo hóa lớn nhất cho chúng ta tăng lên thực lực, Tiêu Viêm linh hồn chi lực vẫn là quét trước qua tầng này, tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau tiêu viêm chào hỏi mọi người ngồi xếp bằng xuống mây mù vàng óng đều là nồng đậm tiên nguyên khí trải qua trước đó một phen chiến đấu loại nồng đậm tiên nguyên khí này có thể nói là hàng cao cấp tăng thực lực mười mấy người xếp bằng ở bên trong lầu các mây mù vàng óng lượn lờ lần ngồi xuống này chẳng biết trôi qua bao lâu trong lầu các vang lên trận trận lôi đình tiếng oanh minh nhiễm sương dẫn đầu đứng dậy lúc này tại bên trong mây mù vàng óng có kinh lôi lấp lóe mặc dù có thiên cực bảo các nhưng cũng ngăn cản không được tiên kiếp đối mặt tiên kiếp nhiễm xương lấy một loại tư thái cường hãn trực tiếp đi đối cứng cách làm của hắn cũng là giống tiêu viêm hoàn toàn là đang mượn dùng tiên kiếp lôi đình chi lực rèn đúc thân thể của mình bất quá kết cục tự nhiên cũng là như tiêu viêm không khác nhau chút nào mặc dù thành công vượt qua tiên kiếp nhưng cũng rơi vào một cái trọng thương hạ tràng nhưng nhục thể tu luyện chính là như thế tất nhiên là tại một lần lại một lần rèn luyện cùng trọng thương không ngừng trưởng thành nhiễm xương cũng là thành công đột phá đến lục tinh đấu tiên sau nhiễm xương trong lầu các vẫn chưa dừng lại lại lần nữa vang lên ẩm ẩm lôi đình liên tiếp đột phá chính là long ý thiên phu bá đạo tốc độ tu luyện đã là khá kinh người giờ phút này càng là đột phá tam tinh đầu tiên về phần tiên kiếp long ý trực tiếp đem một miệng nuốt vào đồng thời còn đánh một ợ no nê đinh duyệt đột phá đến nhị tinh đỉnh phong long thế thiên đột phá đến nhị tinh đầu tiên trung kỳ tự ảnh thanh mộc nhi nam nhĩ minh phong bạo khiếu chiến năm người đều là từ nhất tinh đầu tiên trung kỳ đột phá đến hậu kỳ còn nữa về sau tịnh vô trần Chân Ni, Thiên Ngưng, Hỏa Hồng, tại Long Lân Vương cực không tình nguyện trợ giúp, thuận lợi đột phá đến nhất tinh đầu tiên, kể từ đó, ngoài cầu cầu đang hôn mê ra thì tất cả mọi người vô ý, chiến đội đều đạt đến một hàng đấu tiên, thực lực tổng hợp lại lần nữa đạt được trình độ nhất định tăng trưởng, bất quá dạng trưởng thành này, theo Tiêu Viêm, trên thực tế cũng không nhanh, bởi vì thời điểm này đối thủ của bọn hắn cũng đang trưởng thành, cũng đang nhanh chóng tiến bộ, bây giờ Khương Nhai chẳng biết đã đến loại cảnh giới nào, tiến vào truyền thừa chi địa cũng đã khủng bố đạt đến lục tinh đầu tiên, khi lấy được truyền thừa về sau, thực lực tất nhiên còn sẽ có chỗ bạo tăng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, thực lực của hắn phi tốc căng vọt, Liều Lĩnh thôn nạp lấy mây mù vàng óng, nồng đậm tiên nguyên khí tại bên trong đan điền, bốn quả tinh thần lóe ra, đều là tản ra nồng đậm tiên nguyên khí, dần dần hình thức khỏa tinh thần thứ năm ban đầu cũng là phác họa mà ra, chợt trên thân tiêu viêm đã bạo phát ra tứ tinh đầu tiên đỉnh phong thực lực nhưng tiêu viêm vẫn chưa đến đây dừng tay như cũ điên cuồng hấp thu tựa hồ là một cái cốc nước mãi mãi không đầy mà những người còn lại thì tại đột phá một cảnh giới về sau đều có chỗ đình trệ chí ít trong thời gian ngắn không cách nào lại độ hấp thu đột phá nếu cứng ép thu nạp kết quả sẽ chỉ là thất bại trong găng tấc cũng sẽ không bởi vì hấp thu nhiều hơn mà thực lực liền có thể tăng trưởng tu luyện là một cái quá trình khá dài là một quá trình nước chảy thành sông từ đấu giả bắt đầu tu luyện chính là làm từng bước từng bước một đến đương nhiên con đường tu luyện có thiên tài có thiên kiêu nhưng mỗi một người có thể nhảy ra một bước này bao quát tiêu viêm mặc dù có tử thần hư linh tháp trợ giúp tiêu viêm cũng phải tự một bước đi lên phía trước tiêu viêm giống như một cái lỗ đen điên cuồng hấp thu mây mù vàng óng mục tiêu của hắn là trực tiếp đột phá đến ngũ tinh đầu tiên nhiễm sưng nhìn phương thức tu luyện của tiêu viêm lông mày cũng là hơi nhíu lại loại phương thức thu nạp điên cuồng này có một loại cảm giác lòng tham không đủ rắn nuốt voi oanh nửa ngày về sau trong cơ thể tiêu viêm bắn ra một trận tiên nguyên khí chợt tiêu viêm mới chậm rãi mở mắt ra sau đó thở dài một hơi vẫn là không thành công chỉ thiếu chút nữa tiêu viêm vẫn không thể nào duy nhất một lần đột phá đến ngũ tinh đầu tiên dù sao duy nhất một lần vượt hai cấp bậc đã là sự tình phi thường khó khăn sau khi đột phá ngũ tinh về sau liền có thể có một lần luân hồi lần luân hồi này tại khi ngươi trưởng thành tới trình độ nhất định về sau chính là có thể tìm về được ký ức ở kiếp trước mặc dù không là hoàn toàn nhưng có thể biết được ngươi là ai bất quá tứ tinh đầu tiên đỉnh phong tiêu viêm cũng là thỏa mãn chỉ là nếm thử một phen đã không thành công Tiêu Viêm cũng không trở về lại bốc lên phong hiểm làm cưỡng ép tăng thực lực lên, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, lấy ra Diễm Mộc đỉnh, sau khi diệt đi đội ngũ của cung tĩnh, đạt được chí ít 20 phó dược liệu linh ẩn huyền thiên đan, tại hỏi thăm một phen lãng thiên thủ pháp luyện chế về sau, Tiêu Viêm quyết định tự mình luyện chế linh ẩn huyền thiên đan, đây là song sinh đan dược, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến, tính toán ra, Tiêu Viêm cũng đã cực kỳ lâu chưa luyện chế qua đan dược, bất quá luyện dược cũng coi là nghề cũ của Tiêu Viêm, cho nên cũng không tồn tại cái gọi là thời gian dài liền sẽ sinh sơ vấn đề, thiên hỏa tràn vào bên trên Diễm Mộc đỉnh, hỏa diễm bay lên, thánh cảnh linh hồn chi lực đủ để cho tiêu viêm đối với hỏa diễm cực kỳ hoàn mỹ khống chế. Bất quá song sinh đan dược so với tiêu viêm tưởng tượng khó khăn hơn rất nhiều. Bước thứ nhất dược liệu mặc dù thành đan, bất quá công hiệu vẫn chưa đi đến song sinh, cho nên đối với hiệu quả thực lực để thăng còn yếu hơn rất nhiều. Tại lần thứ nhất nếm thử về sau, lấy thiên phú luyện dược cực cao của tiêu viêm, rất nhanh liền đã nhận ra một tia chi tiết. Viên thứ hai linh ẩn huyền thiên đan tại bên trong thủ pháp biến ảo của tiêu viêm, nhanh chóng thành đan. Bất quá tiêu viêm tự hồ vẫn chưa thỏa mãn, không có tiếp tục luyện chế viên thứ ba mà là rơi vào trầm tư, Tiêu Viêm bắt đầu xuất ra một chút dược liệu khác, nếm thử có thể hay không dung hợp vào bên trong dược tính của Linh Uẩn Huyền Thiên Đan, lại lần nữa đem dược tính Linh Uẩn Huyền Thiên Đan để thăng một phen, tại vài lần nếm thử về sau, Tiêu Viêm cuối cùng đều là thất bại, không thể không cười khổ, thời gian không nhiều, Tiêu Viêm liền không có lại đi thử quá nhiều, một mực luyện chế ra 10 cái Linh Uẩn Huyền Thiên Đan, trong tay hắn cầm 3 viên, chợt phân cho mấy người thực lực mạnh nhất bên trong đội ngũ của mình, luyện chế xong đan dược, Hạ Tăng Huy chẳng biết lúc nào xếp bằng ở trung ương lầu Cát, ở nơi đó tự hồ có một cái trận pháp, mà Hạ Tăng Huy thì ngồi xếp bằng ở trong đó, bên trong trận pháp không có kim sắc sương mù, tự hồ có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, Hạ Tăng Huy đang phóng thích ra cường đại linh hồn chi lực, mà linh hồn chi lực của hắn cũng đang bị trận pháp nuốt chứng lấy, Tiêu Viêm khẽ cho mày, bất quá Hạ Tăng Huy có linh hồn chi lực cường đại, nhìn lên bộ dáng cũng là biết được trận pháp này là vật gì, cùng lúc đó, Diệp Phi Ngư cùng Thủy Châu Nhi cũng là liên tiếp đột phá, Diệp Phi Ngư thực lực cũng là đạt đến tứ tinh đấu tiên đỉnh phong mà thủy châu nhi càng mạnh hơn một chút thực lực của nàng đạt đến ngũ tinh đầu tiên trung kỳ nhưng vào lúc này tình huống của hạ tăng huy tựa hồ trở nên hỏng bét linh hồn chi lực càng ngày càng yếu tiêu viêm tâm nói một tiếng không tốt tiêu viêm thân hình trực tiếp khế động tiến vào bên trong trận pháp cũng là ngồi xếp bằng xuống tiêu viêm bên trong trận pháp vừa mới nhắm mắt lại linh hồn chính là một trận xé rách cùng đau đớn tiêu viêm thánh cảnh linh hồn chi lực cũng là cảm giác bị linh hồn cường đại xé rách một nháy mắt cảm giác toàn bộ thế giới đều là trời đất quay cuồng linh hồn của tiêu viêm phẳng phất bị kéo tiến vào bên trong một cái không gian khác ở đây tiêu viêm nhìn thấy hạ tăng huy chỉ có bạch cốt thân thể đứng lặng không nhúc nhích nhìn về phía trước chuyện gì xảy ra tiêu viêm nhìn chung quanh chợt bên tai chuyển đến tiếng âm ý loại thanh âm này chẳng biết vì sao lúc chuyển lọt vào trong tai liền làm người trở nên nôn nóng khó có thể bình chợt trước mắt tiêu viêm thấy được rất nhiều rất nhiều quỷ bên trong hắc ám liếc nhìn lại tất cả đều là quỷ hồn đều là chân cụt tay đứt, bộ dáng càng là vô cùng thê thảm. Tiêu Viêm cản răng một cái, đối với Hạ Tăng Huy hung hăng kéo một phát, cùng lúc đó, trong hiện thực Hạ Tăng Huy bỗng nhiên thức tỉnh, vậy mà lúc này, sắc mặt Tiêu Viêm thì là một mảnh xanh xám, hắc khí càng là tại bên người tràn ngập, đây là nguyên rủa chi lực, Hạ Tăng Huy lập tức minh bạch, nhìn Tiêu Viêm vì cứu hắn cũng là lâm vào huyễn cảnh, Hạ Tăng Huy cũng vô pháp bận tâm, cũng là lại lần nữa chuẩn bị tiến vào trong ảo cảnh, hắn thử lại lần nữa tiến vào huyễn cảnh, lại là phát hiện huyễn cảnh đã bị khóa cứng, hắn căn bản không có cách nào đi vào hạ tăng huy linh hồn chi lực giờ phút này rất là suy yếu bất quá linh hồn chi lực của hắn cũng là lại lần nữa đạt được đột phá đạt đến chuẩn vực cảnh bất quá cái này lại có ích lợi gì nếu không phải là tiêu viêm đi vào đem hắn lôi ra chỉ sợ linh hồn của hắn cũng sẽ bị nguyền rủa chi lực lây nhiễm cũng sẽ biến thành cô hồn oan quỷ đáng chết hạ tăng huy nhìn tiêu viêm sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn càng là biết rõ cái ảo cảnh này cường đại đến mức nào nó mặc dù có tôi luyện linh hồn chi lực hiệu quả bất quá hình thành chính là từ toàn bộ vô số oan hồn phía dưới thiên cực bảo cát đám người cũng là biết tình huống không đúng toàn bộ đều là vây quanh Bất quá nơi này người có linh hồn chi lực mạnh nhất chính là Hạ Tăng Huy, cùng Tiêu Viêm, mọi người thấy một màn này, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể là ở một bên yên lặng cầu nguyện, Hạ Tăng Huy một lần một lần đánh thẳng vào trận pháp, lại cũng không còn cách nào tiến vào trong ảo cảnh, Hạ Tăng Huy nhìn xem trận pháp, muốn hủy đi, nhưng hắn biết được tỷ lệ thành công như vậy cực kỳ bé nhỏ, khả năng linh hồn của Tiêu Viêm sẽ bị vây chết tại bên trong huyễn cảnh cực lớn, Hạ Tăng Huy không thể mạo hiểm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Hạ Tăng Huy giờ phút này chỉ muốn quất chính mình, nếu không phải là vì lòng hiếu kỳ của hắn quấy phá, cũng sẽ không tiến vào huyễn cảnh, mặc dù linh hồn chi lực đạt được để thăng, nhưng lúc này cũng là đem hại tiêu viêm tiến vào hiểm cảnh. Thời điểm mọi người ở đây đều lo lắng vạn phần, bốn phía kim sắc sương mù bắt đầu nhúc nhích, tựa hồ thứ gì đang hấp xả lấy bọn hắn. Chợt chính là nhìn thấy những kim sắc sương mù kia đang hướng về tiêu viêm phun trào mà đi, tiêu viêm thực lực tứ tinh đầu tiên đỉnh phong lại bắt đầu có tăng trưởng, nơi đan điền khỏa tinh thần thứ năm đang nhanh chóng thành hình. Chợt trong lầu các truyền gia trận trận sấm rền, nhưng đôi mắt tiêu viêm vẫn như cũ đóng chặt lại, cũng không có dấu hiệu muốn mở ra nếu mặc cho ngũ tinh đấu tiên tiên kiếp đánh vào trên thân, coi như không chết cũng phải là trọng thương, lòng ý trong lòng lo lắng, thân hình lướt đi, chuẩn bị giúp tiêu viêm ngăn trở cái ngũ tinh tiên kiếp này. bất quá lòng ý thực lực mới vừa vặn đột phá tam tinh đấu tiên, bây giờ đã không còn là cửu huyền kim lôi long, mặc dù nhục thể cường hãn, nhưng muốn vững vàng đón đỡ lấy ngũ tinh tiên kiếp, vẫn có một ít khó khăn. bất quá vào lúc này, sau lưng tiêu viêm xuất hiện một bóng người, bất quá phi thường mơ hồ chỉ có thể là loáng thoáng ở giữa nhìn thấy cái bóng mờ kia, tựa hồ mặc hắc bào thùng thình, sau lưng cũng gánh vác lấy cự thước, sát xem xét, giống như là cái bóng của Tiêu Viêm, nhưng tại đạo hư ảnh này ngẩng đầu lên một cái chớp mắt, phía dưới cái áo bào đen, chính là một đôi mắt vàng, chợt tất cả mọi người cảm thấy một cô lực áp bách vô cùng cường đại, ở đằng kia một cái chớp mắt, cơ hồ khiến cho mọi người đều là không thở nổi, hai chân run rẩy, đều kém chút không có quỳ xuống, bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, cái hư ảnh kia liền biến mất không thấy gì nữa, cùng hư ảnh đó biến mất thì ngũ tinh tiên kiếp của Tiêu Viêm cũng biến mất theo vừa mới đó là cái gì đám người kinh hô mặc dù bộ dáng rất giống tiêu viêm nhưng cái bóng mở kia tuyệt không phải là tiêu viêm nhưng mà tự hồ lại là từ trong thân thể tiêu viêm mọc ra chẳng lẽ là linh hồn chi lực linh hồn chi lực cường đại như thế sao liền cả nhiễm xương cũng là kinh ngạc không thôi bởi vì lực áp bách một cái chớp mắt kia khiến nhiễm xương đều chẳng biết cái hư ảnh kia là loại nào cường đại tuyệt không phải là tứ tinh đầu tiên có thể phát ra lực áp bách không phải hư ảnh vừa mới rồi tựa như là một hình bóng một cái bóng cực kỳ giống tiêu thiếu không có nguyên khí chấn động cũng không có linh hồn chi lực chấn động, thật sự là quỷ dị. Cách đó gần nhất là Hạ Tăng Huy, liền phủ định suy đoán của Nhiễm xương nói, mà tại đạo hư ảnh này biến mất về sau, trong cơ thể Tiêu Viêm lập tức bạo phát ra khí tức cường đại, tại nơi đan điền, khỏa tinh thần thứ năm đã là từ từ bay lên, bạo phát ra nồng đậm tiên nguyên khí, năm khỏa tinh thần chói mắt, ẩn chứa trong đó tiên nguyên khí so với trước nồng đậm hơn đến mấy lần, bất quá linh hồn của Tiêu Viêm còn vây ở trong ảo cảnh, cho dù thực lực ở đây đã đột phá đến ngũ tinh đấu tiên, Tiêu Viêm mà không có thoát ra khỏi huyễn cảnh, thời gian kéo càng lâu, đối với Tiêu Viêm càng thêm bất lợi, lúc này, tại trên gương mặt của tiêu viêm có thể trông thấy có sợi tơ màu đen đang lan tràn đây là oán khí cũng là nguyền rủa chi lực cường đại oán khí đang thôn phệ lấy linh hồn tiêu viêm tiếp tục như vậy tiêu viêm sẽ triệt để mê thất tại bên trong huyễn cảnh mặc dù nhục thân sống sót nhưng linh hồn sẽ chết đi từ đây biến thành hoạt tử nhân hạ tăng huy vẫn như cũ cố gắng thử nghiệm hắn càng tình nguyện bây giờ vây ở bên trong huyễn cảnh chính là hắn lấy sự hiểu biết của hạ tăng huy đối với ảo cảnh chỉ ít so với Tiêu Viêm càng có cơ hội phá giải huyễn cảnh hơn, lúc này còn vây ở trong ảo cảnh, Tiêu Viêm phóng tầm mắt nhìn tới, ở bên trong phiến mê võng thế giới, tất cả đều là oan hồn quỷ quái, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, mọc ra miệng lớn vô cùng, phát ra tiếng gào thét cổ quái, tại thanh âm như vậy, Tiêu Viêm cảm giác đầu liền muốn nổ tung, nhìn xem những oan hồn kia hướng phía hắn chậm rãi bò đến, Tiêu Viêm muốn chạy, lại phát hiện thân thể của mình vô luận như thế nào cũng vô pháp động đậy, Tiêu Viêm mắt thấy mình bị những oan hồn quỷ quái này bò đầy thân thể, sau đó bắt đầu gặm nuốt, Tiêu Viêm phát ra tiếng kêu thê lương thống khổ nhưng kêu thảm cũng không thể ngăn cản những oan hồn này tiếng kêu thảm thiết đau đớn khiến những oan hồn càng thêm hưng phấn điên cuồng bổ nhào mắt thấy tiêu viêm liền bị vô số oan hồn hoàn toàn bao khỏa linh hồn của mình đang bị điên cuồng gặm nuốt tiêu viêm biết tiếp tục như vậy hắn sẽ chết ở đây trạm lão còn không xuất thủ tiêu viêm thanh âm gào thét nhưng lại vô pháp nghe được trạm lão hồi âm tiêu viêm biết tình huống hiện tại càng ngày càng nguy hiểm hắn bị oan hồn nơi này lây nhiễm giờ phút này linh hồn của hắn chỗ nào bị gặm nuốt toàn bộ biến thành màu đen mà trong hiện thực tiêu viêm ngồi xếp bằng cũng là có thể nhìn thấy làn da bắt đầu biến thành đen dạng kết quả này đã là bết bát nhất hạ tăng huy lúc này giật mình linh hồn đều muốn xuất khiếu hạ tăng huy ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp tiêu thiếu tự hồ càng ngày càng không xong đám người cũng là một bản lo lắng xuông đều là không biết bây giờ tiêu viêm có tình huống như thế nào nhưng từ bề ngoài đến xem tình huống hiện tại phi thường hỏng bét hạ tăng huy luống cuống tay chân nhìn trái phải huyễn cảnh trận pháp bày bố nhưng hẳn từ đầu đến cuối cũng không dám có hành động bởi vì hạ tăng huy biết một cái không đúng làm hủy trận pháp chỉ sợ linh hồn tiêu viêm thật liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong ảo cảnh đừng có gấp ta nhất định có biện pháp nhất định có đáng chết trận pháp này quá mức phức tạp so với những huyễn cảnh ta đã từng gặp phức tạp hơn rất nhiều đây là oán khí bản thân biến thành trận pháp trong thời gian ngắn căn bản là không có cách công phá làm sao bây giờ hạ tăng huy bối rối vô cùng linh hồn chi lực mạnh mẽ điên cuồng khoách tán mà ra khiến tất cả mọi người cảm giác được đầu vắng mắt hoa hạ tăng huy đã hoang mang lo sợ không biết làm như thế nào cho phải tiêu viêm hoàn toàn là vì hắn mới lâm vào hiểm cảnh như vậy nếu như tiêu viêm thật vì hẳn mà chết đi hạ tăng huy chỉ sợ lại chết một lần cũng không thể đền bù trong lòng áy náy tiêu thiếu ngươi không thể có việc hạ tăng huy trong lòng không ngừng cầu nguyện trong ảo cảnh thân hình tiêu viêm đã không có ở đây oan hồn trồng chất thành núi nhỏ linh hồn của tiêu viêm chỉ còn lại có một cánh tay còn lộ ở bên ngoài trong khe hở vô số oan hồn một đôi mắt bất lực kinh hãi đã co lại thành lỗ kim run rẩy ta đây là phải chết ở cái huyễn cảnh đáng chết này sao nội tâm tiêu viêm cười khổ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ mất mạng ở loại địa phương quỷ quái này, mà lại là một cái ảo cảnh, cho dù chết, cũng chết quá oan khuất đi, bất quá vô luận tiêu viêm dễ dụa như thế nào, cuối cùng đều là phí công, vô số oan hồn thực sự là quá mức cường đại, khiến tiêu viêm căn bản là không có cách tránh thoát, tiêu viêm cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, linh hồn đau đớn, so nhục thể tới rõ ràng hơn, đồng thời kịch liệt hơn, rất dễ dàng khiến người sụp đổ, mà ý thức của tiêu viêm sắp bước vào mơ hồ, sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tiếp tục như vậy, tiêu viêm thật sẽ vĩnh viễn mê thất tại nơi này cuối cùng thời điểm một con oan hồn đem cánh tay còn lại của tiêu viêm che phủ tiêu viêm triệt để bị oan hồn bao vây bất quá vào lúc này ở bên trong đống oan hồn trồng chất thành núi nhỏ kim quang bạo khởi sau đó ầm vang một tiếng vô số oan hồn đều là bị trấn khai đồng thời hóa thành cho bụi đồng thời tại trung ương xuất hiện một thân ảnh thân mang áo bào đen thân phụ cự thước thấy không rõ bộ dáng đây không phải tiêu viêm, bởi vì hồn phách tiêu viêm đang nằm trên mặt đất, trên thân tất cả đều là bị oan hồn gặm nuốt về sau đen nhánh chi sắc. Tiêu viêm nhìn xem đạo thân ảnh này xuất hiện, hắn đưa lưng về phía tiêu viêm, cho nên tiêu viêm thấy không rõ bộ dáng, nhưng cự thước sau lưng lại là khiến tiêu viêm mười phần nhìn quen mắt hắn là ai. Lúc thân ảnh kia chậm rãi quay đầu lộ ra gương mặt thì bên tai tiêu viêm lại nghe được từng đạo thanh âm trao đổi. Tiêu thiếu, ngươi tỉnh rồi. Tiêu viêm mắt trợn tròn muốn nhìn rõ thân ảnh này, bất quá một cỗ cường đại hấp lực ngay tại thời điểm tiêu viêm sắp thấy trong óc lập tức một mảnh trống không trước mắt hóa thành một mảnh u ám bên tai tiếng kêu cũng là càng ngày càng rõ ràng tại một trận lay động rất nhỏ tiêu viêm chậm rãi mở mắt ra đầu trận trận đau đớn dần dần tán đi cảnh tượng trước mắt mới trở lên rõ ràng tất cả mọi người vô ý chiến đội vây quanh hắn nhìn thấy tiêu viêm mở mắt ra một cái chớp mắt hạ tăng huy cảm giác linh hồn của mình đều xuất khiếu quá tốt rồi tiêu thiếu không có việc gì hạ tăng huy một bộ như chút được gánh nặng lập tức co quắp ngồi dưới đất ý thức hoàn toàn rõ ràng về sau con mắt tiêu viêm bỗng nhiên chừng lớn vừa mới phát sinh một màn còn trong đầu lượn vòng bất đắc dĩ là thẳng đến cuối cùng tiêu viêm đều không thể thấy rõ bộ dáng của đạo thân ảnh kia tiêu viêm luôn cảm giác thân ảnh này tựa hồ ở đâu nhìn thấy qua một loại cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lại rất xa lạ vừa mới xảy ra chuyện gì tiêu viêm mở miệng hỏi thăm đến đám người tiêu viêm biết được bên trong huyễn cảnh nếu không phải vì thân ảnh thần bí đột nhiên xuất hiện kia chỉ sợ hắn bây giờ cũng còn vây ở trong đó oán khí của tòa thiên cực bảo cát căn bản không phải linh hồn chi lực của tiêu viêm có thể ngăn cản tiểu sư đệ ngươi đột phá ngũ tinh đấu tiên rồi nhiễm xương hỏi Tiêu Viêm nghe vậy vì đó sững sờ, lúc này mới cảm thụ thực lực của mình, trong cơ thể vốn chỉ là thành hình khóa tinh thần thứ năm, lúc này đã là bộc phát quang mang chói mắt, trong đó càng là tản ra vô cùng nồng đậm tiên nguyên khí, liền ngay cả Tiêu Viêm cũng không biết được, chính mình là lúc nào đột phá, ngũ tinh đấu tiên, Tiêu Viêm nhất thời có chút sững sờ, tại linh hồn hắn bị vây ở huyễn cảnh về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ khiến thực lực của hắn đột phá đến ngũ tinh đấu tiên, ngũ tinh tiên kiếp đâu, Tiêu Viêm chợt nhớ tới cái gì, nếu như tại hắn bị vây ở bên trong huyễn cảnh đột phá, không có chút nào phòng bị hắn chỉ sợ nhục thể đã sớm bị oanh thành trọng thương, Long Ý đã không còn là cửu huyền kim lôi long, Tiêu Viêm cảm thấy có khả năng nhất là nhiễm xương giúp hắn đỡ được tiên kiếp, tiểu sư đệ, cái ngũ tinh tiên kiếp của ngươi nói đến kỳ quái, nghe được tiếng sấm về sau, tại bên cạnh của ngươi xuất hiện một cái hư ảnh giống cái bóng của ngươi, rồi sau đó cái tiên kiếp liền biến mất không thấy, nhiễm xương giải thích nói, mà này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nghe cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi hư ảnh cái gì hư ảnh có thể cụ thể miêu tả một chút không tiêu viêm giờ phút này cảm giác là một trận tê cả da đầu tựa hồ mặc áo choàng rộng lớn thấy không rõ bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy con mắt bốc kim quang còn có sau lưng của hắn tựa hồ cũng có một thanh xích lớn tử nhìn tựa như là cái bóng của ngươi bất quá càng quỷ dị chính là cái đạo hư ảnh này phát ra uy áp vô cùng kinh khủng sau đó liền biến mất nhiễm xương đem những gì mình chứng kiến miêu tả cho tiêu viêm nghe tiêu viêm nghe vậy về sau lông mày gấp nhíu lại đám người cũng đều là dồn dập gật đầu biểu thị nhiễm xương nói là chân thật ở đây tất cả mọi người đều thấy được xem ra là thật, có thể nào cái bóng kia là đấu thân ở đỉnh tháp này không? Tiêu Viêm suy đoán nói, Trạm lão bên trong Tử Thần Hư Linh Tháp vẫn chưa lên tiếng, cho nên hẳn không phải là lực lượng của Tử Thần Hư Linh Tháp, tại bên trong hoàn cảnh này, muốn vận dụng lực lượng Tử Thần Hư Linh Tháp, nhất định phải có được sự đồng ý của Tiêu Viêm trước, nếu như chỉ là uy áp liền có thể đem ngũ tinh tiên kiếp tiêu tán, không có thực lực đấu thần quả quyết khó mà làm được, cho nên cái bóng xuất hiện tại bên người Tiêu Viêm, bao quát thân ảnh bên trong huyễn cảnh, có khả năng nhất chính là đấu thân của đỉnh tháp này. Ừm, ta cũng cho là như vậy, uy thế vừa mới như vậy, ta mặc dù không cách nào cảm giác cụ thể là thực lực gì, nhưng tối thiểu là đấu thần. Nhiễm Sương gật gật đầu, cũng là đồng ý với ý nghĩ của Tiêu Viêm, chợt Tiêu Viêm không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, trong ảo cảnh đi ra về sau, Tiêu Viêm bị vô số oan hồn gặm nuốt tâm cảnh cùng cảm thụ, khiến linh hồn chi lực của Tiêu Viêm lại tiến một bước đề thăng, mặc dù không có tăng cường như Hạ Tăng Huy đến chuẩn vực cảnh, nhưng linh hồn chi lực của Tiêu Viêm so với trước thánh cảnh cường hãn hơn, nhưng cách chuẩn vực cảnh đều còn rất dài, mà lần kinh lịch ảo cảnh này, lục dục trong ao lại lần nữa tăng lên một điểm, bây giờ đã là tăng trưởng đến 5 phần 10, Tiêu Viêm mỗi một lần nhận cực độ kích thích hoặc là cực độ bi thương, cũng có thể tích lũy lục dục chi lực, bây giờ chẳng biết đã tích lũy 5 phần 10, khi lục dục ao tích lũy đầy, nháy mắt bạo phát đi ra sức chiến đấu, sẽ là con át chủ bài mạnh nhất của Tiêu Viêm, tại bên trong tầng thứ 32, đám người thực lực lại lần nữa đạt được để thăng, mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ tiêu viêm đột phá ngũ tinh đầu tiên về sau thực lực của vô ý chiến đội cũng là lại lần nữa để thăng tốc độ tăng lên của tiêu viêm đã phi thường kinh người nhưng tốc độ như vậy muốn so với một vài thượng đẳng giới không còn có tranh lệch bây giờ đột phá đến ngũ tinh đấu tiên chỉ ít có thể rút ngắn tranh lệch với nhóm thiên kiêu của trung đẳng hoặc thượng đẳng giới không đều không có gì đáng ngại vậy chúng ta liền động thân tiến về tầng cao nhất đi ở đây cũng chỉ hoãn không ít thời gian tiêu viêm đứng dậy thoát ly nguy hiểm huyễn cảnh tiêu viêm cũng là được ích lợi không nhỏ mặc dù tình huống có chút nguy hiểm bất quá cũng coi là may mắn còn sống, không chỉ có như thế, tiêu viêm thực lực cùng linh hồn chi lực đều là đạt được để thăng, chỉ bất quá tiêu viêm, giờ phút này đang nhớ lại hư ảnh bên trong huyễn cảnh mà hắn nhìn thấy, cùng hư ảnh mà đám người cũng nhìn thấy, đến tột cùng là ai đang giúp hắn chứ, thật là do đấu thân ở tầng cao nhất gây nên sao, tiêu viêm mang theo sự nghi ngờ này có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào tầng cuối cùng của thiên cực bảo cát cũng chính là đấu thần tọa chấn ở tầng một mà hung thú nói tới lúc này nhìn tới thang lầu lại là phát hiện thang lầu đã không tại trong lầu cát chỉ có một cái thang lầu thông hướng đến tầng cao nhất, đám người vô ý chiến đội, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Viêm, hướng phía tầng thứ 33 chậm rãi đi đến, thầm nghĩ đến đấu thần, đám người không khỏi đều là hơi khẩn trương lên, Thiên Cực Bảo các tổng cộng có 33 tầng, từ tầng thứ nhất bắt đầu, liền cần phải vượt qua khảo nghiệm về sau mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo, vô ý chiến đội bây giờ một đường quá quan trảm tướng, đương nhiên, vô ý chiến đội rõ ràng là đi cửa sau, phần lớn đội ngũ đều không thể đi qua tầng thứ 31, hung thú kia mặc dù chỉ có một cái đầu lâu, nhưng cho dù là lục tinh đấu tiên bình thường, một cái sơ sẩy, đều sẽ cảm trong tay, mặc dù tầng 32 là một trận tạo hóa, nhưng tiến vào tầng 32 liền không có đường lui, nhất định phải tiến về tầng cao nhất, nếu tầng cao nhất thật sự là có đấu thần tọa trấn, chỉ sợ chẳng biết có bao nhiêu đội ngũ táng thân nơi đây, bất quá thủy châu nhi cùng khiếu chiến có hai tòa thần sơn hắc bạch, không người dám xông đến tầng thứ 33, bọn hắn cũng coi là có át chủ bài, vô ý chiến đội đi hướng đến tầng cao nhất, mỗi người bước chân đều có chỗ thả chậm, có thể ảm giác được, bầu không khí có chút khẩn trương, dù sao sau đó phải đối mặt với địch nhân có thể là một tên đấu thần. Nếu thật sự là như thế thì tương đương kích thích, giây lát về sau, vô ý chiến đội đã đến tầng thứ 33, cũng chính là tầng cuối cùng của Thiên Cực Bảo cát, nơi này so bất luận với cái tầng nào đều rộng lớn hơn rất nhiều, cùng nó nói là một cái lầu cát, không bằng nói nơi này hoàn toàn là một không gian riêng biệt, phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân là một mảnh nước hồ màu xanh thẳm, bình tĩnh như một chiếc gương, nhưng mọi người lại có thể tại trên mặt nước đứng lặng hành tẩu, tại trung ương hồ nước này còn có một cái đỉnh, xa xa có thể nghe được tiếng nhạc du dương truyền vang ra, ở trong đỉnh có một thân ảnh đang ngồi, đầu ngón tay nhảy lên, cổ cầm tại trong tay đàn tấu làm lòng người nhộn nhạo theo mỹ diệu tiếng nhạc tiêu viêm thấy thế có chút ngạc nhiên hiển nhiên là chưa từng ngờ tới cái tầng thứ 33 lại là một phen cảnh tượng như thế này tại trong lòng tiêu viêm suy đoán qua rất nhiều khả năng nhưng cảnh tượng bình tĩnh như vậy thực sự là vượt quá ngoài ý liệu của tiêu viêm tiêu viêm có chút chắp tay sau đó cung kính mở miệng tiêu viêm còn chưa nói ra miệng ầm vang một tiếng uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống tiêu viêm một cái lảo đảo kém chút không có trực tiếp quỳ xuống nhưng mà đám người sau lưng lại là không có tốt như vậy qua thân hình đều là trầm xuống mấy người đều là nửa quỳ trên mặt đất làn da đều là nghiền ép ra máu trâu khuôn mặt cực kỳ thống khổ tiêu viêm sắc mặt cũng là xanh xám hắn mặc dù không có quỳ xuống như đám người nhưng hai chân cũng đang run sợ liền xem như hắn chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian bao lâu lúc này trên mặt xinh đẹp của thủy châu nhi cũng là một mảnh trắng bệch chợt khoát tay trưởng bạch thần sơn chớp mắt đi ra khiếu chiến thấy thế cũng là đem hắc thần sơn xuất ra thủy châu nhi cũng không giống khiếu chiến tùy ý khống chế thần sơn khiếu chiến tâm thần khẽ động chính là hóa thành trăm trượng thời điểm hai tòa thần sơn một đen một trắng bay ra người trong đình kia dùng ngón tay kích thích cổ cầm liền khế run lên dây đàn trực tiếp đứt đoạn mà đi sau đó hóa thành năng lượng cường đại sóng xung kích khoách tán ra đem áo bào của mọi người đánh bay phất phới thân ảnh trong đình ngẩng đầu lên thời điểm nhìn thấy hai tòa thần sơn một đen một trắng đôi mắt của hắn chớp mắt co lại thành lỗ kim sau đó trên mặt lộ ra cùng tiếu có vẻ hơi dữ tợn ha <laughs> ha cuối cùng cuối cùng các ngươi cũng tới rồi sao thân ảnh trong đình cất tiếng cười to mà uy áp cường đại kia cũng là tại thời khắc này từ từ tiêu tán, đám người giờ mới thở dài một hơi, sắc mặt đều hạ lộ ra trắng bệch, xem ra bảy thành năm chắc cược đúng rồi. Thủy Châu Nhi thở dài một hơi, mảnh khảnh ngọc thủ đặt ở trên ngực trắng nõn, há mồm thở dốc. Tiêu Viêm mặc dù cũng thở dài một hơi, nhưng thời điểm hắn nhìn chăm chú lên phía trước, lông mày lại là nhíu chặt, mặc dù thân ảnh kia đem uy áp thu liễm, nhưng Tiêu Viêm lại là cảm giác càng thêm không thích hợp, thân ảnh này mang đến cho hắn một cảm giác cũng không hữu hảo, tựa hồ có cực mạnh oán khí ta cảm giác có điểm gì là lạ, mọi người cẩn thận, tiêu viêm thấp giọng nói, trong đình thân ảnh buông xuống cổ cầm trong tay, sau đó bước ra bộ pháp, bàn chân hướng về phía trước tìm tòi. Sau một khắc thân ảnh xuất hiện, liền đã ở trước mặt vô ý chiến đội, đám người đôi mắt đều là đột nhiên co rụt lại, thân ảnh bộ dáng tuấn lãng, nhưng tại bên trong ngũ quan tuấn lãng, lại có thể cảm giác được trong lúc mơ hồ có một vệt tà khí, một loại tà khí khiến người rất không thoải mái, ánh mắt của hắn giờ phút này nhìn chăm chú lên Bạch Thần Sơn cùng Hắc Thần Sơn, một bên nhìn một bên cười, cuối cùng cũng đợi được các ngươi đến, nam tử bộ dáng một bức thoải mái, Cuồng tiếu không thôi, Tiền Bối, Thủy Châu Nhi có chút ông quyền chắp tay nhẹ nói, nghe thanh âm của Thủy Châu Nhi, nam tử thân hình chỉ trệ, chợt chính là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Thủy Châu Nhi, đôi mắt kia nhìn thấy cũng không phải là hòa khí, mà là một loại cảm giác điên cuồng, hai tòa thần sơn này là của các ngươi, nam tử thấy thế, trong mắt điên cuồng mới có chỗ thu liễm, sau đó mở miệng chậm rãi nói, Thủy Châu Nhi nhìn lấy nam tử trước mắt, nàng cũng cảm thấy, nam tử sau khi nhìn thấy hai tòa thần sơn về sau, biểu hiện ra trạng thái cùng cảm xúc hết sức kỳ quái, ừm, ta tên là Thủy Châu Nhi gia phụ là hắc sơn thần quân thủy châu nhi lập tức tự giới thiệu nam tử nghe vậy bên trong ánh mắt lập tức tinh quang lóe lên thật sao ngươi là nữ nhi của hắc sơn thần quân vậy thì thật là tốt hắc sơn thần quân chính là trí hữu tốt nhất của ta nam tử nghe vậy lộ ra tiếu dung mà hắn cho rằng là hỏa hoãn bất quá đám người nhìn xác thực có một loại cảm giác làm người ta sợ hãi hắc sơn thần quân gần đây có tốt không nam tử tiếp tục hỏi nói rất dài dòng gia phụ bị gia nhân hãm hại bây giờ đã vẫn lạc ta tới nơi này là để tìm kiếm di thư của gia phụ lưu lại chẳng biết tiền bối có biết được hay không thủy châu nhi nói sau khi nói xong trên mặt nam tử lộ ra vẻ đau thương bộ dáng vô cùng tiếc hận thần quân đã vẫn lạc thật sự là quá đáng tiếc là cha ngươi gọi ngươi tới này sao nam tử tiếc hận nói sau đó hỏi ngược lại thủy châu nhi thủy châu nhi thì nhẹ lay động chán chậm hồi đáp không có bất quá ta nghĩ có lẽ nơi này sẽ có một ít manh mối của gia phụ vậy ngươi đến đúng nơi rồi chỗ này hoàn toàn chính xác có manh mối phụ thân nhà ngươi đem ta phong ấn tại trong này, chỗ ta có nhiều manh mối lớn của hắn, ngươi muốn nghe cái nào?" Nam tử nói, biểu lộ càng ngày càng dữ tơn. trên mặt lộ ra tiểu dung cũng là cực đoan làm người ta sợ hãi. Thủy Châu Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp liền hơi hơi co rụt lại, trong lòng càng là lột bột một tiếng, lập tức cảm thấy tình huống tự hồ rất không ổn. Đấu thần cũng không phải chí hữu gì của Hắc Sơn thần quân, mà là địch nhân, là một đấu thần cường giả mà Hắc Sơn thần quân phong ấn tại bên trong bảo cát. Tiêu Viêm cũng là nói thầm một tiếng hỏng bét, đầu tiên hắn xác định, hư ảnh tại tầng thứ 32 xuất hiện tuyệt không phải là tên đấu thần này, sau đó cùng dự cảm đầu tiên của hắn rất đúng người này có vấn đề hắn cuồng tiếu không phải cao hứng mà là một loại điên cuồng hưng phấn phụ thân ta phong ấn ngươi thủy châu nhi nghe vậy trên mặt một mảnh trắng bệch nam tử cười lạnh chậm rãi đi lên phía trước vươn tay ra đầu ngón tay nâng lên trán của thủy châu nhi thủy châu nhi cắn răng vốn định tìm đến manh mối về phụ thân lần này có thể không xong manh mối không tìm được ngược lại là tìm được một đại hào địch nhân đúng vậy phụ thân của ngươi không có nói cho ngươi sao thật đúng là không nhìn ra bộ dáng thô cứng của Hắc Sơn Thần Quân lại có thể sinh ra một nữ nhi xinh đẹp như vậy, cũng không tệ, đi theo ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Nam tử nói, đầu ngón tay gạt mở cổ áo của Thủy Châu Nhi, ánh mắt dâm tà bản ra, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Về phần đám người Tiêu Viêm, nam tử tự hồ chưa hề để vào mắt, Thủy Châu Nhi sắc mặt trắng bệch, đối mặt nam tử vũ nhục cùng khiêu khích, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng không muốn phản kháng, bởi vì nàng không muốn chết ở đây, thủ phụ thân còn chưa báo, nếu có thể Thủy Châu Nhi vì sinh tồn, thật sẽ thuận theo nam tử này, như thế nào, nhìn bộ dáng của ngươi cũng không muốn chết ở đây nam tử chậm rãi nói mang trên mặt biểu lộ uy hiếp trong mắt mang theo hung ác tán phát mỗi một tia bầu không khí đều đang uy hiếp lấy thủy châu nhi thủy châu nhi cắn răng một cái nàng biết nàng không có lựa chọn nào khác nam tử trước mắt này cũng không phải là đấu tiên bình thường chính là một tên đấu thần cường giả chỉ cần tâm thần khẽ động mưu sát một đám tiêu viêm đều là sự tình tùy tiện mà nâng thủy châu nhi cũng biết được nàng cũng không có đi cầu nguyện tiêu viêm lại trợ giúp nàng bởi vì coi như tiêu viêm xuất thủ cũng khó có thể đối kháng với đấu thần cường giả này rơi vào kết cục cũng chỉ có một con đường chết đại nhân ta có thể thuận theo ngươi bọn hắn nơi này không có quan hệ có thể bỏ qua cho bọn hắn không thủy châu nhi cản răng nhẹ nhàng gật đầu sau đó chậm rãi nói sau khi nói xong nam từ lúc này mới ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía đám người tiêu viêm sau lưng thủy châu nhi ồ thế nhưng người tiến vào tầng cao nhất không có cơ hội sống sót đi ra ngoài bất quá mỹ mạo của ngươi ngược lại là có thể đổi lấy tính mạng của mấy phế vật này nam tử nghi ngờ một tiếng nhìn thủy châu nhi hẻm núi sơn phong mê người cười nhẹ gật gật đầu cũng là cho phép yêu cầu của thủy châu nhi chợt nam tử tay áo vung lên trong tầng cao nhất của lầu các xuất hiện một cánh cửa ánh sáng tựa hồ thông qua cái quang môn này liền có thể ra ngoài nam tử tựa hồ đối với việc giết chết đám người tiêu viêm cũng không có hứng thú chợt bàn tay phất qua eo thon mảnh khảnh của thủy châu nhi đưa tay hung hăng tại trên cặp mông của thủy châu nhi bỗng nhiên một chụp Thủy Châu Nhi đau kiều hừ một tiếng, thanh âm như vậy khiến Nam Tử càng thêm hưng phấn, mà liền khi bàn tay Nam Tử lại lần nữa chuẩn bị hướng đến chỗ tư mật của Thủy Châu Nhi tìm kiếm, một tay nằm chẳng biết từ đâu nhô ra, bắt lại tay của Nam Tử, Nam Tử tựa hồ cũng là giật nảy mình, sau đó tại bên tai Thủy Châu Nhi truyền ra thanh âm sâu kín, thật có lỗi, ta thực sự không có cách nào chịu đựng một nữ nhân bị hà hiếp, bắt lấy Nam Tử chính là Tiêu Viêm, bất quá đôi mắt của Tiêu Viêm Thủy Trung chưa từng nhìn về phía Nam Tử mà là dừng lại tại trên mặt Thủy Châu Nhi, thanh âm kia truyền ra, khiến thân thể mềm mại của Thủy Châu Nhi đều là run lên, bởi vì Thủy Châu Nhi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm đối mặt đấu thần, lại là không có nửa điểm lùi bước, hơn nữa còn lấy loại phương thức này, đây quả thực là trần trụi đánh vào trên mặt nam tử, trăm phần trăm sẽ chọc giận hắn, ha <laughs> ha, tiểu tử có đảm lượng, một ngũ tinh đấu tiên thật không biết là dũng khí của ngươi ở đâu ra, ngươi cũng biết ngươi đang gây hấn một tên đấu thần chứ nhỉ, nam tử chợt cười to bên trong ánh mắt lộ ra không gọt, trượt trên thân khí tức đột nhiên chấn động, liền đem bàn tay tiêu viêm trực tiếp chấn khai. Sau đó uy áp vô hình lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, lần này, tất cả uy áp đều hướng phía Tiêu Viêm, lập tức Tiêu Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình khẽ run lên, tại đấu thần uy áp, Tiêu Viêm vẫn chưa quỳ xuống, nhưng trên da cũng là bị đè nén trên da máu trâu, cả người đều thừa nhận cực lớn phụ tải, Tiêu Viêm hàm răng khế cắn, liền đem Linh Uẩn Huyền Thiên Đan sớm đã đặt ở trong miệng nuốt vào, trên thân ngũ tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực đột nhiên tăng trưởng đến ngũ tinh đỉnh phong, thiên cương ly huyền trận, tiên nguyên khí của đám người cũng là phun trào mà ra, Tiêu Viêm thực lực lại lần nữa tăng vọt, đương nhiên đó là đạt đến lục tinh đấu tiên trung kỳ bất quá cho dù thực lực của tiêu viêm như thế nào tăng vọt cuối cùng vẫn là một tên đấu tiên nho nhỏ tại thời điểm đối mặt với lực lượng tuyệt đối đấu tiên cùng đấu thần tranh lệch không phải dựa vào những ngoại vật này có thể bù đắp tiêu viêm hai chân run rẩy nhưng đều chưa từng quỳ xuống ánh mắt ngược lại là chậm rãi ngẩng lên nhìn hướng về phía nam tử sau đó thanh âm nhàn nhạt từ trong kẽ răng gạt ra một đấu thần hắn là cũng chỉ có thể sử dụng uy áp đến dọa người thôi sao nam tử nghe vậy sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống hắn tự hồ không nghĩ tới, đến tình cảnh như vậy, tiêu viêm còn dám xuất khẩu khiêu khích với hắn, đối phó với một đấu tiên nho nhỏ, ta chỉ dùng uy áp đều có thể đem ngươi ép thành thịt nát. Nam tử chậm rãi mở miệng, tiêu viêm sắc mặt khó coi, trên gương mặt tất cả đều bị chen ép ra huyết châu, bộ dáng nhìn qua cực kỳ thảm liệt, nhiễm xương biết, tình huống không đúng, chuẩn bị tiến lên một bước, bàn tay của hắn đã là đặt ở trên cổ. Tự hồ lần này, hắn không xuất thủ không được, nếu là lại không ra tay, tiêu viêm liền chỉ sợ thật sẽ bị uy áp nghiền thành thịt nát, nhiễm xương sư huynh, không thể. Diệp Phi Ngư vẫn là lo lắng nói, Nhiễm Sương thì nhìn về phía Diệp Phi Ngư, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, "Tiểu sư muội, nếu ta lại không ra tay, tiểu sư đệ hắn liền phải chết ở chỗ này, không thể đùa bỡn." Nhiễm Sương trầm giọng nói, Diệp Phi Ngư cũng là cắn răng một cái, cách làm của Tiêu Viêm thật có chút lỗ mãng, bất quá thủy châu nhi dựa vào thân thể của mình, đổi lấy tính mạng của đám người, vô luận là Nhiễm Sương cũng tốt, Diệp Phi Ngư cũng được hay là đám người vô ý chiến đội, loại chuyện như vậy phát sinh, đều là trong lòng khó có thể chịu đựng, liền coi như bọn họ có thể toàn thân trở ra, việc này cũng sẽ trở thành ràng buộc trên con đường tu luyện thủy châu nhi có lẽ làm qua một chút sự tình khiến người phản cảm bất quá vào thời điểm chân chính đối mặt với nguy hiểm tuyệt đối thủy châu nhi vẫn chưa trốn tránh nàng càng là không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn hộ mọi người chu toàn nguyên bản đối với thủy châu nhi có thành kiến mấy nữ tử thanh mộc nhi giờ phút này ánh mắt đều là hòa hoãn xuống tiêu viêm xuất thủ cũng đem mọi người triệt để lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm giờ phút này tiêu viêm toàn thân đều nằm trong máu tươi máu tươi chảy xuôi tại trong hồ nước dưới chân uy áp cường đại không ngừng chấn nhấp tiêu viêm nguy cơ sinh tử mãnh liệt đang càn quét tâm thần tiêu viêm giờ phút này bên trong nghi tâm của hắn quang mang lấp lóe, nếu thật sự không có cách nào, Tiêu Viêm liền muốn vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp, nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Viêm bị nghiền ép ra máu tươi, chảy xuôi tại trong hồ nước vẫn chưa tán đi, mà ở trong đó ngưng tụ, cho đến khi biến thành một bóng người, Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, khoái miệng tràn ra máu tươi, giờ phút này lục dục trong ao lục dục chi lực cũng là tăng vọt, từ 5 phần 10 trực tiếp gia tăng đến 7 phần 10, chỗ mi tâm Tiêu Viêm tháp ảnh lấp lóe, hắn cũng không biết ở phía sau hắn có một cái bóng đang chậm rãi ngưng thực người đã muốn chết ta hôm nay liền thành toàn cho ngươi nam tử xâm nhiên nói bàn tay hướng phía trước tìm tòi tại dưới uy áp mạnh mẽ thân thể tiêu viêm căn bản là vô pháp động đậy ngón tay đã điểm vào mi tâm cùng lúc đó sau lưng nhiễm xương cũng là lướt ầm ầm ra ngay tại thời điểm tiêu viêm chuẩn bị vận dụng tử thần hư linh tháp cùng nhiễm xương sắp phá mất cổ phong ấn nam tử bỗng nhiên thân hình dừng lại phía trên khuôn mặt hiện ra một vệt hoảng sợ bước chân của nhiễm xương cũng là nháy mắt dừng lại tiêu viêm thì là nhướng mày nhìn xem nam tử dừng động tác lại, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên tiêu viêm, trên mặt biểu hiện khủng bố, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Thời điểm tiêu viêm còn ngây người, tiêu viêm cảm giác sau lưng mát lạnh, sau lưng một đạo hắc ảnh lướt nhanh ra, sau đó trực tiếp một thanh gắt cao khóa lại yết hầu của nam tử, một cánh tay liền đem nam tử giơ lên cao cao. Không, không có khả năng, nam tử dùng sức giày giụa, lại là phát hiện, vô luận như thế nào đều không thể tránh ra khỏi bóng bàn tay này. Một tích bóng đen áo bào đen, đột nhiên xuất hiện ở phía trước tiêu viêm, đưa lưng về phía tiêu viêm bất quá tiêu viêm nhìn thấy bóng đen sau lưng gánh vác cự thước cái bóng đen này chính là bóng đen đã đem hẳn cứu ra khỏi ảo cảnh giống nhau như đúc tiêu viêm có chút thất thần hoàn toàn chẳng biết bóng đen trước mắt là ai bóng đen ngón tay có chút nắm chặt nam tử sắc mặt lập tức một mảnh đỏ bừng một phen giày ruộng không có kết quả về sau nam tử lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc gấp vội vàng nói đại đại nhân tha mạng bóng đen một cánh tay cao cao đem giơ lên Bên trên thân tán phát lấy vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, thậm chí nhìn có chút trong suốt, liền như là một hình bóng, cũng không có thực chất, những các loại phế vật, nữ cũng biết hắn là ai, bóng đen thanh âm trầm thấp đàm thoại chậm rãi truyền ra, phát ra cường đại lực áp bách, khiến tất cả mọi người tâm thần chấn động, nữ chờ có tội, nhữ chờ đáng chết, bóng đen tiếp tục nói, mỗi một câu nói, sắc mặt của nam tử càng thêm khó coi một điểm, chợt nghe được thanh âm ken két từ xương cổ nam tử vang ra. Đây là thanh âm nứt xương của hắn, nam tử một ngụ máu tươi phun ra, trong mắt đúng là hoảng sợ, hắn muốn phóng thích thần chi nguyên khí, lại là phát hiện giờ phút này trên người hắn tất cả lực lượng, phảng phất cũng không từng nắm giữ qua, trong cơ thể hết thảy về không, chỉ còn lại có một bộ nhục thể rất là suy nhược đối với bóng đen, bóng đen không ngừng dùng sức, tại bên trong ánh mắt hoảng sợ của nam tử, trực tiếp đem cổ bóp nghiến, trong miệng nam tử không ngừng phun bọt máu sắc mặt biến thành một mảnh thanh ô tri sắc trong mắt quang mang tán đi một tên đấu thần sống sờ sờ cứ như vậy bị bóp chết bóng đen nhìn xem nam tử khí tuyệt bỏ mình về sau mới là buông tay ra trưởng chợt thân thể nam tử trực tiếp sụi lơ trên thân đã là không có chút nào khí tức hồn phách của hắn bay ra bàn tay bóng đen lại lần nữa vung lên hồn phách hét thảm một tiếng chợt liền chỉ còn lại có một đoàn quang mang lơ lửng giữa không trung đa tạ tiền bối Tiêu Viêm vội vàng đối với bóng đen chắp tay, sau đó tiếp tục nói ra, tiền bối vài lần cứu giúp, chẳng biết tục danh của tiền bối là gì, đại ân khó mà nói cảm ơn. Tiêu Viêm chờ mong bóng đen quay đầu, nhưng tại Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền một cái chớp mắt, chẳng biết tại trong lầu các chỗ nào phá tới một trận tà gió, liền đem bóng đen này trực tiếp thổi tan. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.